Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 591, mặt đối mặt. Khi Kiều Trấn Lương tới nhà khách chính phủ tỉnh, Văn Quốc Quyền đã đến rồi, cũng chính là nói, Bí thư Kiều cố ý vô tình bỏ lỡ cơ hội nghênh đón Phó Thủ tướng Văn. Kiều Trấn Lương cho rằng do tỉnh trưởng Tống Hoài Minh ra mặt nghênh đón Văn Quốc Quyền đã đủ long trọng rồi, y thân là Bí thư tỉnh ủy Bình Hải có rất nhiều chuyện phải làm, Văn Quốc Quyền đến cũng không phải thành lý do để y và Tống Hoài Minh đồng thời xuất động. Văn Quốc Quyền cũng không phải là người chú trọng hình thức, nhưng Kiều Trấn Lương hiện tại mới tới đây bái phỏng, trong mắt Văn Quốc Quyền, y có suy nghĩ của mình, cũng có mục đích của mình, nhìn thấy Kiều Trấn Lương mỉm cười đi tới, Văn Quốc Quyền đang nói chuyện với một đám cán bộ chậm rãi đứng lên, ông ta mặt mày tươi cười nhưng chân không hề động đậy, nhiệt tình chào hỏi, Trấn Lương, anh đến rồi đấy à? Làm quan tới loại cảnh giới như bọn họ, mỗi một động tác nhỏ nhất đều phải trải qua nghĩ nung nghĩ nấu, cũng đều có hàm nghĩa đặc biệt. Kiều Trấn Lương trên cấp bậc là hạ cấp, điều này quyết định y phải đi nhiều hơn, từ biểu hiện trước mắt của Văn Quốc Quyền cho thấy, ông ta đối với việc mình không tiếp đón ông ta có chút không vui, cho nên hiện tại ngay cả chân cũng lười nhấc. Kiều Trấn Lương cười tươi rói, nụ cười của y vừa là trời sinh, vừa là tu luyện hậu thiên, cái này hoàn toàn bất đồng với Kiều lão luôn luôn nghiêm túc, lão gia tử ở nhà thường xuyên phê bình y cả ngày cười hì hì, chẳng phân biệt được trường hợp, Kiều Trấn Lương tuy rằng rất khiêm tốn tiếp nhận phê bình. Nhưng vẫn quen bày ra cái khuôn mặt tươi cười này, thói quen nhiều năm dưỡng thành khó mà đổi được, mà y cũng không định thay đổi. Văn Quốc Quyền lặng lặng quan sát bước chân của Kiều Trấn Lương, không nhanh không chậm, hoàn toàn không có sự kinh sợ của quan viên hạ cấp khi nhìn thấy thượng cấp, Kiều Trấn Lương so với quan lại đồng cấp thì trấn định hơn nhiều, bởi vì ngọn núi dựa của y rất vững, cho nên thắt lưng đương nhiên cũng thẳng hơn. Kiều Trấn Lương đi tới trước mặt Văn Quốc Quyền, nắm lấy tay phải của Văn Quốc Quyền. Nhiệt tình rào rạt nói, hoan nghênh Thủ tướng Văn đến Bình Hải của chúng tôi chỉ đạo công tác. Văn Quốc Quyền cười nói, tham quan học hỏi thôi, tôi đối với Bình Hải khẳng định không hiểu rõ được bằng các anh, cho nên không thể chỉ đạo bừa được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả mọi người bật cười. Sau vài câu hàn huyên, Văn Quốc Quyền và Kiều Trấn Lương cùng nhau tới phòng tiếp đãi khách quý, khi ở riêng trong phòng, Văn Quốc Quyền nói chuyện cũng tùy tiện hơn, Trấn Lương. Chúng ta là lão bằng hữu, lần này mấy vị phó thủ tướng của Quốc vụ viện toàn thể xuất động, thị sát tình huống cải cách phát triển trong phạm vi cả nước, đi sâu vào trong nhân dân, tôi phụ trách địa khu Hoa Đông, tôi lần này đến chính là để tìm hiểu một số tình huống chân thật, anh đừng có bất kỳ áp lực tư tưởng nào. Kiều Trấn Lương cười nói, Thủ tướng Văn, tôi vốn không có bất kỳ áp lực tư tưởng nào cả, anh nói như vậy tôi thành ra lại cảm thấy có áp lực đó. Văn Quốc Quyền cười ha ha. Ông ta cầm chén trà lên uống một ngụm rồi nói, ý của tôi là, nên thế nào thì cứ thế đó, tôi muốn tìm hiểu một Bình Hải chân thật, Bình Hải trong cải cách, Bình Hải trong phát triển, bất kỳ quá trình cải cách phát triển nào cũng đều sẽ có khuyết điểm và thiếu sót thế này thế kia, tôi lần này cũng không phải là cố tình bắt lỗi. Kiều Trấn Lương cười nói, ý của Thủ tướng Văn tôi hiểu mà, anh là sợ chúng tôi vì để ứng phó với lần thị sát này của anh, làm công phu ngoài mặt, sợ chúng tôi dựng lên cảnh Thái Bình giả tạo. Che giấu khuyết điểm, chỉ cố bày mặt tốt ra cho anh thấy phải không? Văn Quốc Quyền nói, hiện tại bên trong thể chế, hiện tượng chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu thật sự nhiều lắm, chúng ta liên tục nhấn mạnh thực sự cầu thị, nhưng trong công tác có thể quán triệt bốn chữ thực sự cầu thị này không? Kiều Trấn Lương nói, tôi không dám cam đoan với anh, tất cả những gì anh chứng kiến, nghe thấy trong quá trình thị sát Bình Hải đều là phản hồi chân thật nhất, nhưng tôi sẽ tận lực trình hiện một mặt chân thật nhất của Bình Hải cho anh. Về phần công phu ngoài mặt, mấy năm nay đã thành bệnh chung trong thể chế rồi, lãnh đạo thị sát, bên dưới có động tác, đại lãnh đạo thị sát, bên dưới sẽ có đại động tác, tôi cũng không thay đổi được tình trạng này. Văn Quốc Quyền cười nói, Trấn Lương, anh nói rất chính xác, chuyện thứ nhất mà hôm nay tôi tới Đông Giang chính là tới khu khai phá kinh tế, tình huống mà tôi nhìn thấy không được hài lòng lắm, cái nơi gọi là vườn công nghiệp Hàn Quốc, quy mô chiếm không ít diện tích, nhưng tôi không hề nhìn thấy có bao nhiêu xí nghiệp Hàn Quốc. Tôi vừa mới tới Bình Hải, đối với sự việc không thể tìm hiểu sâu được, nhưng có một số chuyện đã bày ra ngay trước mặt, tôi muốn hỏi một chút, phương hướng phát triển của khu khai phá của Đông Giang là gì? Những lãnh đạo các anh là chuẩn bị dựng rạp trước rồi mới biểu diễn hay là vừa biểu diễn vừa dựng rạp? Vấn đề ông ta hỏi rất sắc bén. Kiều Trấn Lương nói, kỳ thật là trước khi dựng rạp đã bắt đầu biểu diễn rồi, vườn công nghiệp Hàn Quốc khá là đặc thù, lúc trước Đông Giang chúng tôi liên hệ với Đoàn Thương mậu Hàn Quốc. Cũng đã có ý đồ sơ bộ, sở dĩ tăng nhanh xây dựng khu vườn công nghiệp Hàn Quốc là vì muốn hút thu hút nhiều xí nghiệp ra Hàn Quốc tới đây đầu tư hơn,
nhưng khi đoàn thương mậu Hàn Quốc tới Bình Hải khảo sát xảy ra một số vấn đề. Y tạm dừng một chút rồi nói, chuyện này anh chắc cũng biết. Văn Quốc Quyền nói, anh là nói sự kiện khủng bố phát sinh ở thành Hàn Quốc Tĩnh Hải ư? Kiều Trấn Lương gật đầu nói, trong sự kiện lần đó một phó đoàn trưởng đoàn thương mậu Hàn Quốc đã chết, cho nên công tác chiêu thương của vườn công nghiệp Hàn Quốc cũng theo đó mà tạm gác lại, nhưng công trình đã xây không thể dừng được, cho nên vườn công nghiệp vẫn tiếp tục xây dựng, về phần chiêu thương thì chỉ có thể để sau thôi, dựng đài trước, biểu diễn sau cũng là chuyện bất đắc dĩ. Văn Quốc Quyền tỏ vẻ hài lòng đối với sự giải thích của lần này, ông ta lại nói, tôi lần này đến, trọng điểm chính là khảo sát công trình trọng điểm và khu khai phá của các nơi. Kiều Trấn Lương cười nói, Thủ tướng Văn cho rằng khu khai phá phát triển quá nóng, là lúc nên hạ bớt nhiệt độ rồi ư. Văn Quốc Quyền nói, trong nước rất nhiều chuyện đều như ong vỡ tổ, nhìn thấy một nơi muốn làm xây dựng, địa phương khác cũng noi theo, nhìn thấy khu khai phá của một thành thị làm thành công rồi, tất cả thành thị khác cũng đều đệ lên hạng mục khu khai phá, thật ra căn bản không cần có nhiều như khu khai phá như vậy, muốn làm khu khai phá xúc tiến phát triển kinh tế là chuyện tốt, nhưng mở khu khai phá một cách mù quáng là chuyện xấu. Gần đây Quốc vụ viện nhận được thư của không ít người, phản ánh rất nhiều khu khai phá của địa khu chiếm quá nhiều diện tích. Nông dân mất đi ruộng đất này đều biến thành đất dùng cho công nghiệp, nhưng lại khai phá không được, không sản sinh ra hiệu quả và lợi ích kinh tế. Đây là sự lãng phí cực lớn, Quốc vụ viện đã bước đầu đạt thành mục đích, trong phạm vi cả nước chỉnh đốn xây dựng khu khai phá, đối với những hạng mục khai phá không cần thiết áp dụng đình chỉ quyết đoán, trả lại cho ruộng đất cho người dân. Kiều Trấn Lương nói, tôi cũng cho rằng như vậy, có điều thanh lý sửa chỉ công tác cũng không phải là dễ dàng như vậy, có một số hạng mục đang xây, một khi dừng lại giữa chừng, sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn nữa cho quốc gia. Văn Quốc Quyền nói, tình huống cụ thể, phân tích cụ thể, cải cách là quá trình không ngừng lần mò dò dẫm, quốc gia chúng ta, đảng chúng ta đều đang đối diện với một thời kỳ chuyển mình chưa từng có, không có bất kỳ sự vật nào là đã hình thành thì không thể thay đổi. Sự thay đổi của chúng ta là để thích ứng với thời đại này hơn, chỉ có nắm chắc mạch đập của thời đại, chúng ta mới có thể dẫn dắt quốc gia, dẫn dắt nhân dân của chúng ta không ngừng đi tới giàu mạnh. Chuyện đầu tiên mà La Tuệ Ninh tới Đông Giang chính là đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh, thăm Liễu Ngọc Oánh đang dưỡng bệnh, Liễu Ngọc Oánh không ngờ La Tuệ Ninh lại tới thăm mình, tràn ngập kinh hỉ nói, Văn phu nhân. La Tuệ Ninh cười cười đi tới, đặt lãng hoa xuống, cởi áo khoác nhung trên người ra, nói khẽ chị cũng thật là. Xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói với tôi một tiếng? Liễu Ngọc Oánh nói, không sao, là tôi tự mình không cẩn thận nên bị ngã, may mà có Trương Dương, hiện tại thì không sao rồi. Liễu Ngọc Oánh không kể tình huống thật ra, bà ta cũng không muốn chuyện này lại sục sôi. La Tuệ Ninh nói, không sao là tốt rồi, tôi lần này đến Bình Hải là để gặp chị, nam nhân bọn họ tán gẫu chuyện chính trị của bọn họ, phụ nữ chúng ta nói chuyện nhà của chúng ta. Nhưng tôi vừa xuống phi cơ mới biết chị không ngờ lại nằm viện. Ngọc Oánh à, thế này là chị không đúng rồi, sao lại không nói với tôi tiếng nào? Liễu Ngọc Oánh cười nói, thật sự là không sao mà, thời gian chị đến Bình Hải không dài, tôi không muốn chị mất thời giờ tới thăm tôi. La Tuệ Ninh nói, chúng ta là chị em tốt, hơn nữa, còn có tầng quan hệ đó của Trương Dương và Yên Nhiên. Nói tới đây bà ta không nhịn được thở dài một tiếng, thằng ôn con này, cũng không biết là nó đang làm gì. Một cô gái tốt như Yên Nhiên mà nó cũng đắc tội, lát nữa tôi gặp nó, nhất định sẽ mắng cho nó một trận. Liễu Ngọc Oánh nói, Văn phu nhân, bọn trẻ có suy nghĩ của chúng, tôi thấy cậu ấy và Yên Nhiên chưa chắc đã là chia tay đâu, cho bọn chúng một chút không gian, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. La Tuệ Ninh mỉm cười nói, thằng con nuôi này của tôi không phải là đứa có lòng dạ xấu xa, chỉ tiếc là hơi tùy tính một chút. Liễu Ngọc Oánh nói, hiện tại Trương Dương là tôi ân nhân cứu mạng của tôi và đứa bé, tôi thật sự không nhẫn tâm nghe chị nói xấu cậu ấy. Hai người nhìn nhau, đều bật cười. La Tuệ Ninh nói, chị cũng lớn tuổi rồi, vào tuổi này mà còn sinh em bé, khẳng định sẽ khá cực khổ, nhất định phải cẩn thận hơn, sắp sinh rồi, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai lầm gì. Liễu Ngọc Oánh nói, tôi biết rồi, tôi sẽ sinh nghỉ dậy ở trường, trước khi sinh, tôi không đi đâu cả, thật thà ở trong nhà. Sinh con xong mới nghĩ tới chuyện công tác. La Tuệ Ninh nói, những người làm nữ nhân như chúng ta, xét đến cùng vẫn không thể nào rời khỏi được hai chữ gia đình, sinh con chỉ là khởi đầu, từ giờ trở đi, chị sẽ không rời được nó đâu. Những lời này của La Tuệ Ninh là có cảm xúc. Liễu Ngọc Oánh nói, tôi luôn muốn có một đứa con thuộc về tôi và Hoài Minh, trong lòng thật sự là rất chờ mong. La Tuệ Ninh cầm tay bà ta,
nói, đứa bé mà hai người sinh ra nhất định sẽ rất thông minh xinh xắn. Liễu Ngọc Oánh cười nói, bình an là tốt rồi. Lúc này hộ sĩ mang dược thảo đến cho bà ta, Liễu Ngọc Oánh uống thảo dược, La Tuệ Ninh giúp bà ta pha trà, Liễu Ngọc Oánh xúc miệng, rồi nói, Trương Dương kê thuốc cho tôi, đắng lắm. La Tuệ Ninh nói, thuốc đắng dã tật mà, Trương Dương ở phương diện này rất có bản lĩnh. Nghe thấy Liễu Ngọc Oánh khen Trương Dương, trong lòng bà ta rất cao hứng. Liễu Ngọc Oánh nói, cậu ấy có biết chị tới không? La Tuệ Ninh nói, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nó đây. Khi Trương Dương nhận được điện thoại của La Tuệ Ninh đang ở công ty của Đinh Triệu Dũng, Thường Hải Tâm đã xác định cùng Đinh Triệu Dũng hợp tác thành lập trung tâm tin tức. Tuy rằng Đinh Triệu Dũng đã nhấn mạnh rằng công ty của gã trên lực lượng kỹ thuật còn nhiều khiếm khuyết, nhưng Thường Hải Tâm đã nhận chuẩn công ty của bọn họ, bởi vì Cao Liêm Minh đáp ứng trên kỹ thuật do hắn đến giải quyết. Thật ra Thường Hải Tâm đối với máy tính cũng nghiên cứu rất sâu, cô ta đã làm tốt chuẩn bị, cùng lắm thì mình tự làm chuyện này. Trương Dương biết cô ta từ bỏ Lam Hải là vì Cố Minh Kiệt, trên điểm này biểu hiện Thường Hải Tâm có chút trẻ con, chẳng phân biệt được công và tư, nhưng ở sâu trong lòng Trương Dương cũng vui vì thấy cô ta đưa ra lựa chọn như vậy. Tính tình của Cố Minh Kiệt hắn hiểu rõ, nếu thực sự chọn Lam Hải, nói không chừng gã sẽ bám lấy Thường Hải Tâm, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên Trương Đại Quan Nhân vẫn có tư tâm, từ đêm đó vành tai và tóc mai chạm vào nhau, ngủ hung chăn với Thường Hải Tâm. Cảm giác của thằng ôn này đối với Thường Hải Tâm đã thay đổi. Sau khi ký kết hợp đồng, Đinh Triệu Dũng còn đặc biệt mở hương tân. Thường Hải Tâm cường điệu nói, anh Triệu Dũng, anh phải bảo đảm chất lượng thiết bị phần cứng cung cấp cho chúng tôi. Đinh Triệu Dũng cười nói, yên tâm đi, tôi làm ăn và làm người đều giống như nhau, chính là rất có hậu đạo. Lần này hợp tác với các vị tôi cũng không kiếm tiền, tất cả thiết bị phần cứng đều được kiểm tra kỹ càng, tôi một xu cũng không cầm, chủ yếu là vì quy mô của công ty tôi không lớn, nếu không tôi sẽ tài trợ toàn bộ. Trương Dương nói, không cần anh tài trợ, anh chỉ cần bảo đảm chất lượng là được rồi. Lúc này di động của hắn đổ chuông, hắn cười cười với mấy người, đứng dậy đi ra ban công ngoài văn phòng tiếp điện thoại. Điện thoại là La Tuệ Ninh gọi tới, Trương Dương đã biết hôm nay bà ta sẽ đến Đông Giang. Chỉ không ngờ bà ta lại liên hệ với mình sớm như vậy, hắn cười nói, mẹ nuôi, mẹ đến rồi à? La Tuệ Ninh nói, mẹ đang ở chỗ gì liễu của con nếu tiện thì tới đây đang, buổi tối tỉnh lý có yến hội tiếp đãi, con theo mẹ đi dự tiệc. Trương Dương hơi ngẩn ra, nghĩ thầm mình đi theo La Tuệ Ninh tham dự yến hội tiếp đãi liệu có thích hợp không? Thế không phải chẳng khác nào ở trước mặt lãnh đạo toàn tỉnh tuyên bố hắn chính là con nuôi của Văn Quốc Quyền sao? La Tuệ Ninh sở dĩ nhắc tới chuyện này, mục đích chân chính là muốn để cho người khác biết, trong chuyện sân bay mới của Giang Thành, La Tuệ Ninh luôn thấy Trương Dương bị ủy khuất, tuy rằng trượng phu có quyết định của ông ta, nhưng La Tuệ Ninh luôn thấy cần phải bồi thường cho Trương Dương, dẫn Trương Dương tới đi tham gia yến hội tiếp đãi của tỉnh Bình Hải là một loại phương thức bồi thường xảo diệu. Trương Dương dạ một tiếng, hắn không hề cự tuyệt trong điện thoại, nói khẽ, vậy con sẽ lập tức tới bệnh viện gặp mẹ. Trở lại văn phòng của Đinh Triệu Dũng, thấy Cao Liêm Minh cũng ở đó, thằng ôn này cả người đầy là tuyết, đứng ở cửa run lên mấy cái rồi liên tiếp hắt xì. Trương Dương cười nói, làm sao vậy, tuyết lớn lắm à. Cao Liêm Minh tức giận nói, anh nói vậy mà không thấy xấu hổ à, Chu Tú Tú đó mượn xe của tôi tới giờ vẫn chưa trả, vừa rồi gọi điện thoại tới, nói là Phạm Luật bị cảnh sát kéo xe tới bãi đỗ xe ở thành Bắc rồi, bảo tôi tự đi lấy, anh nói xem có loại người như vậy ư. Trương Dương cười thầm. Chu Tú Tú chắc chắn là cố ý làm như vậy, có điều giao xe cho cảnh sát kéo đi cũng là biện pháp an toàn. Cao Liêm Minh lại hắt xì liên tiếp mấy cái, day day mũi nói, tôi coi như là xui xẻo 18 đời. Đinh Triệu Dũng cười nói, đừng tức nữa, buổi tối hôm nay tôi mời mọi người ăn lẩu, chúc tôi và Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích hợp tác thành công. Trương Dương nói, tối nay tôi không có thời gian. Mấy người đều nhìn Trương Dương, Cao Liêm Minh nói, tôi nói này. Anh sao vào thời khắc mấu chốt cứ làm rơi xích vậy, trời tuyết uống rượu, ngồi ăn lẩu khoái lắm đó. Trương Dương cười nói, thực sự là không được mà, tôi có chuyện quan trọng phải làm, chỉ cần tôi xong chuyện, lập tức sẽ tới hội họp với các anh. Cao Liêm Minh nói, chuyện gì mà còn quan trọng hơn uống rượu với chúng tôi thế? Trương Dương đương nhiên sẽ không nói chuyện mẹ nuôi tới Bình Hải cho bọn họ biết, dù sao chuyện này Văn Quốc Quyền đến Bình Hải đối với công chúng mà nói vẫn là một bí mật. Khi Trương Dương đang chuẩn bị ra cửa thì em gái Triệu Tĩnh của hắn cũng tới, cô ta bình thường lợi dụng thời gian nghỉ để làm thêm tại công ty của Đinh Triệu Dũng, nhìn thấy anh trai cũng ở đây,
Triệu Tĩnh không khỏi kinh hỉ vạn phần, anh đến đây lúc nào vậy? Sao đến Đông Giang mà không nói với em một tiếng? Cao Liêm Minh ghé tới, cười nói, em của anh à, trông cũng xinh gớm. Trương Dương cười cười, giới thiệu Cao Liêm Minh cho Triệu Tĩnh lúc trước đã thường hải tâm rồi. Trương Dương nói, Tiểu Tĩnh, anh còn có việc, tẹo nữa về sẽ nói chuyện với em. Triệu Tĩnh nói, anh làm việc của anh đi, em sắp phải về trường rồi. Trương Dương biết cô ta tới đây là vì chuyện nghiệp vụ của công ty, không nhịn được dặn dò cô ta, nghiệp học quan trọng hơn, trăm ngàn lần đừng vì nghề phụ mà ảnh hưởng tới việc trò. Ninh Triệu Dũng cười nói, những lời này của cậu có ý gì? Tôi đây cũng không phải là nghề phụ gì cả, Triệu Tĩnh giúp cho công ty của tôi không ít việc, tôi đang nghĩ chờ sau khi nó tốt nghiệp sẽ mời nó tới đây làm chủ quản bộ phận thị trường của công ty. Triệu Tĩnh nói, cũng sắp thực tập rồi, chờ thực tập xong thì em sẽ suy nghĩ. Trương Dương nhớ tới mẹ nuôi La Tuệ Ninh còn đang ở bệnh viện chờ, lập tức hỏi mượn chìa khóa xe của Đinh Triệu Dũng, lái chiếc xe Jaguar của gã tới bệnh viện. Khi Trương Dương tới bệnh viện đã là 5 giờ rưỡi chiều, La Tuệ Ninh bởi vì buổi tối phải tham gia bữa tiệc tẩy trần mà tỉnh Bình Hải cử hành cho bọn họ, cũng không thể tiếp tục chậm trễ nữa, nói với Liễu Ngọc Oánh một tiếng rồi cùng Trương Dương rời khỏi bệnh viện, bảo Tiêu Lý Vĩ của bà ta vẫn ở bên ngoài chờ. La Tuệ Ninh và Lý Vĩ đều lên xe của Trương Dương, bảo lái xe của bọn họ lái chiếc Audi đi trước dẫn đường. Trương Dương giao vô lăng cho Lý Vĩ, cùng La Tuệ Ninh ngồi ở ghế sau, La Tuệ Ninh nhìn Trương Dương, nói khẽ gầy và đen quá. Trương Dương cười nói, sau khi rời khỏi Giang Thành, con tăng cường rèn luyện, tiêu hao đi hết chỗ rượu tích lũy trước kia, hiện tại trên quốc tế không phải lưu hành da màu đồng cổ ư. Con cả ngày phải chạy ra công trường phơi nắng đấy. La Tuệ Ninh nói, phơi nắng giống như than tổ ong thì có gì hay, da phải trắng thì mới có vẻ hào hoa phong nhã. Trương Dương bật cười, lộ ra hàm răng trắng bóng. La Tuệ Ninh nói, buổi tối tỉnh Lý tổ chức yến hội tẩy tần, con đi cùng nhé. Trương Dương nói, mẹ nuôi, con đi có thích hợp không? La Tuệ Ninh nói, có gì mà không thích hợp, tối nay người tham dự yến hội không chỉ có lãnh đạo tỉnh, còn có không ít xí nghiệp gia, nhà đầu tư, tài tuấn trẻ tuổi, thục nữ danh môn cũng có không ít, đối với con mà nói là một cơ hội tốt. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha nói, mẹ nuôi, mẹ chắc không phải tạo cơ hội cho con, định để con quen một vị khuê tú danh môn nào đấy chứ. La Tuệ Ninh tức giận nói, còn cần mẹ giới thiệu à? Người mẹ thích nhất chính là Yên Nhiên, mẹ sớm đã coi nó là con dâu nuôi của mẹ rồi. Trương Dương nói, lời này mẹ nên trực tiếp nói với cô ấy, con đã rất lâu rồi chưa liên hệ với cô ấy. La Tuệ Ninh ý vị thâm trường nói, chém không đứt mà dối thêm mới đúng, mẹ thấy hai đứa hay là tìm cơ hội nói chuyện tử tế với nhau đi, đừng có găng mãi như vậy, thế không hay ho gì đâu, người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng, chúng ta đều có thể nhìn ra con vẫn còn tình cảm với Yên Nhiên. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, lần sau con gặp cô ấy nhất định sẽ nói chuyện tử tế với cô ấy. La Tuệ Ninh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương Dương cảm thấy được tâm tình của bà ta cũng không tốt, nói khẽ, mẹ nuôi, gặp chuyện gì không hài lòng à? La Tuệ Ninh nói, Hạo Nam muốn chuyển nghề, cha nuôi của con định cho nó tới Tân Cương, tạo dựng cơ sở. Trương Dương nói, chuyện tốt mà, tới địa phương gian khổ để rèn luyện, làm ít công to, vài năm sau trở về. Có thể lên thẳng mây xanh. La Tuệ Ninh trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, hư thân, các con lúc nào cũng chỉ muốn thăng quan, mẹ không muốn các con làm quan to, chỉ cần bình an, chỉ cần có thể để mẹ gặp được các con là được rồi. Trương Dương cười nói, Nam Nhi chí ở bốn phương, mẹ cũng không thể nào chiếu cố cho con cái cả đời được, dù sao cũng phải cho bọn con chút tự do, để chúng con thể hiện năng lực của mình chứ. La Tuệ Ninh thở dài nói, các con đều lớn rồi, mẹ muốn quản cũng không quản được. Ô tô đi tới nhà khách chính phủ tỉnh, cảnh vệ trước cửa cẩn thận kiểm tra, nếu không La Tuệ Ninh cùng đi, Trương Dương rất khó vào được đây. Lý Vĩ đỗ ô tô xong liền đưa trả chìa khóa cho Trương Dương. La Tuệ Ninh nói, mẹ về thay quần áo trước, con tới sảnh yến hội đi. Trương Dương nói, vâng, con tới sảnh yến hội đợi mẹ. Trương Dương dùng kính chiếu hậu chỉnh chu lại quần áo, cảm giác thiếu cái gì đó, hắn mở cốp xe. Từ bên trong tìm được một cái cà vạt, dựng cổ áo rồi đeo lên, Trương Dương trước đây rất ít khi đeo cà vạt, chuyện sự đơn giản như vậy mà làm khó được hắn, làm mấy lần mà vẫn không được, hắn có chút ảo não tháo cà vạt ra, thầm oán, Đinh Triệu Dũng sao không thắt sẵn nhỉ. Khi Trương Dương đang chuẩn bị ném lại cà vạt vào cốp xe thì nghe thấy tiếng cười, hắn xoay người nhìn lại,
thấy cha Tấn Bắc mặc áo khoác da màu đen và Khư Phượng Tiên mặc áo lông chồn màu trắng bước về phía hắn. Khư Phượng Tiên dáng người thướt tha, eo giống như cành liễu lay trong gió, kéo tay cha Tấn Bắc là lướt bước về phía này. Trương Dương đã lâu rồi không gặp bọn họ, nhếch môi bật cười, cha Tổng, Khư Tiểu Thư, thật sự là vô sự bất tương phùng. Cha Tấn Bắc cười nói, ở trong xe đã nhìn thấy cậu, cái vả vạt này không tồi, rất hợp với cậu. Xe Bentley của y đỗ cách đây không xa. Trương Dương có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, tới trường hợp long trọng như vậy, nếu mặc tùy ý quá thì cũng ngại. Khư Phượng Tiên cười cười đi tới, cô ta từ trong tay Trương Dương giật lấy cái vả vạt đó, rất thành thục giúp Trương Dương thắt vào, Trương Dương ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, cực kỳ mê người, loại nước hoa này vừa ngửi đã biết là cực kỳ đắt tiền. Khư Phượng Tiên giúp hắn bẻ lại cổ áo sơ mi, lại nhớ tới một chuyện, quay lại chạy về xe Bentley, từ trong cốp lấy ra một hộp quà, bên trong có một cái kẹp cà vạt khảm đá quý, giúp Trương Dương kẹp vào. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, trông đẹp hơn nhiều rồi. Trương Dương nói, các vị thực là cập thời vũ mưa đúng lúc của tôi, nếu không thắt được cái cà vạt này, tôi định treo lên cây rồi thắt cổ tự tử. Khư Phượng Tiên bị lời nói khoa trương của Trương Dương khiến cho bật cười khanh khách. Nhìn thấy cha Tấn Bắc và Khư Phượng Tiên tới đây, Trương Dương mới biết được những lời La Tuệ Ninh nói quả nhiên là thật, tối nay người tham dự yến hội chiêu đãi không chỉ là người trong quan trường. Ba người sánh vai bước vào sảnh yến hội đi đến Trương Dương nói, cha Tổng đến Đông Giang khi nào vậy? Cha Tấn Bắc nói, một tuần rồi, cửa hàng đá quý ở quảng trường Nhân dân Đông Giang sắp khai trương, tôi tới xem tình huống. Trương Dương nói, chúc mừng, lúc nào khai trương báo với tôi một tiếng nhé, tôi cũng tới tặng lãng hoa. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, ngày mai rồi. Khư Phượng Tiên nói, nếu không phải bận việc khai trương cửa hàng, tôi và Trang Tổng sớm đã đến Nam Tích bái phỏng anh rồi. Trương Dương cười nói, những lời này của Khư Tiểu Thư tôi vẫn không thể tin được, đến Đông Giang lâu như vậy mà không gọi được một cú điện thoại cho tôi, rõ ràng là quên tôi rồi mà. Khư Phượng Tiên cười quyến rũ nói, sao có thể như thế được, chỉ cần nhìn thấy chủ nhiệm Trương một lần thì không thể nào quên ngài được. Cha Tấn Bắc nói, nghe thấy chưa, người có thể khiến Khưu đại mỹ nữ của chúng tôi nhớ mãi không quên chỉ có một mình Trương Dương cậu thôi. Ba người cùng nhau bật cười, Trương Dương đối với hai người bọn họ vẫn có chút xa cách, dù sao lúc trước trong chuyện sân bay mới Giang Thành Chủ Hoạch kiến lập, cha Tấn Bắc đầu tiên là cạnh tranh với Hà Trường An, sau khi Hà Trường An rút lui, y cũng lập tức từ bỏ đầu tư sân bay mới, trên thực tế chẳng khác nào chơi Trương Dương một vố, chuyện cũ chưa quên. Trương đại quan nhân hiện tại khi ở chung với thương nhân luôn rất cảnh giác, những người này đều là lấy lợi ích làm đầu, đối với bọn họ mà nói chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Không thể có bằng hữu vĩnh viễn. Chương 592, thay đổi rồi hai. Ở cửa lớn của sảnh yến hội, bọn họ giơ thiệp mời ra, tấm thiệp mời này của Trương Dương là Lý Vĩ đưa cho hắn, bởi vì tối nay là mở tiệc chiêu đãi Phó Thủ tướng Văn Quốc Quyền của Quốc vụ Viện, cho nên các biện pháp an toàn được thực hiện rất nghiêm khắc. Tham dự yến hội tối nay trừ quan lớn tỉnh Bình Hải, còn có không ít lãnh đạo xí nghiệp trọng điểm, nhà đầu tư có sức ảnh hưởng trong nước, Trương Dương ở trong đó rất nhanh liền phát hiện ra Hà Trường An. Hà Trường An xuất hiện ở đây cũng không có gì là bất ngờ, quan hệ của y với vợ chồng Văn Quốc Quyền luôn rất tốt. Lê San San mặc váy đuôi cá màu đỏ, bên trên điểm vảy lấp lánh, nhìn tư xa mỹ thể thon dài, giống như là mỹ nhân ngư vậy. Hà Trường An nhìn thấy Trương Dương và cha Tấn Bắc, Khư Phượng Tiên cùng nhau đi đến. Trên mặt tươi cười, chậm rãi bước về phía bọn họ. Cha Tấn Bắc nhiệt tình gọi, Trường An huynh. Hà Trường An cười nói, cha lão đệ. Hai người thân thiết nắm, thoạt nhìn tựa như một đôi hảo hữu lâu ngày gặp lại. Thật ra hai bên đều hận nhau tới ngứa răng, từ đó có thể thấy được sự hư ngụy của thương nhân. Cha Tấn Bắc nói, đã lâu rồi chưa gặp Trường An huynh. Kinh thành có người đồn đãi Trường An huynh về hưu rồi. Tôi nghe nói tới chuyện này cảm thấy rất tiếc nuối. Hà Trường An mỉm cười nói, tôi cũng muốn về hưu lắm, nhưng trong tay còn cả đống việc như vậy, cho dù tôi muốn bỏ thì cũng không có người nguyện ý tiếp nhận. Cha Tấn Bắc thở dài nói, Trường An huynh thật sự là vất vả quá, nhưng tôi thấy tới tuổi của anh cũng nên buông tay để bọn hậu bối làm thay rồi. Nói tới đây y đột nhiên chuyển đề tài, ngại quá, tôi quên mất là Trường An huynh không con cái. Ha ha, gia nghiệp lớn như vậy giao cho người ngoài thì đúng là không yên tâm. Những lời này của cha Tấn Bắc có thể nói là rất nham hiểm, nếu là trước đây, những lời này của y khẳng định có thể khiến Hà Trường An tức giận đến, nhưng trước khác nay khác, Hà Trường An đã tìm được con gái ruột, cháu ngoại Tần Hoan cũng cực kỳ nhu thuận, nói y không có con cái ư, ha ha, trong lòng Hà Trường An chỉ cười lạnh mà thôi.
Hà Trường An nói, thương nhân chúng ta đều nói kiếm tiền phải nhân lúc còn sớm, nhưng tôi thấy kết hôn cũng nên nhân lúc còn sớm. Cha lão đệ, không phải là tôi khuyên cậu đâu, nhưng tuổi của cậu cũng không còn lớn nữa rồi, cũng nên suy nghĩ tới chuyện chung thân đại sự. Sự nghiệp thành công như vậy rồi, hôn nhân đại sự lại thủy chung chậm trễ. Người ngoài ai biết thì nghĩ là cậu không muốn kết hôn, nhưng người không biết có thể sẽ nghi ngờ sức khỏe của cậu có vấn đề, đừng có để tới tuổi của tôi rồi. Ngay cả người nối dõi cũng không có thì hối hận cũng muộn đó. Cha Tấn Bắc cười lạnh nhìn Hà Trường An, nói khẽ không nhọc Trường An huynh quan tâm. Nói xong y buông tay Hà Trường An ra đi chào hỏi những người khác. Khư Phượng Tiên cười cười với Hà Trường An rồi cũng đi theo. Trương Dương đứng bên cạnh nghe hai người bọn họ châm chọc khiêu khích nhau, cảm thấy cũng vô cùng thú vị. Cha Tấn Bắc cha đi rồi hắn mới cười nói, chú Hà đến đây từ lúc nào vậy? Hà Trường An mỉm cười nói, hôm nay mới tới, Thủ tướng Văn đến Bình Hải, tôi sao có thể không đến cổ động. Y quay sang nói với Lê San San, đi lấy hai chén rượu vang cho bọn anh. Lê San San dạ một tiếng rồi xoay người đi. Hà Trường An đợi cho Lê San San đi rồi, nói với Trương Dương, cha Tấn Bắc nói tôi không có hậu nhân, ha ha, nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nhổ vào mặt hắn. Trương Dương cười ha ha. Hà Trường An mỉm cười nói, tôi hiện tại tinh thần hăng hái hơn so với bất kỳ khi nào. Trương Dương cười nói, chú là càng già càng dẻo dai, thật ra nam nhân vào tuổi này cũng có không ít người sinh con, chị Lệ chắc nguyện ý gánh trách nhiệm này. Hà Trường An cười ha ha nói, cậu không ngờ lại dám trêu tôi. Y nhìn Lê San San, sau đó nói khẽ với Trương Dương, tôi đời này chỉ yêu có một người con gái, cô ấy đã chết rồi, tôi sẽ không động lòng với bất kỳ một người con gái nào khác. Trương Dương thật sự không ngờ Hà Trường An lại là một người chí tính như vậy. Hà Trường An tham dự yến hội lần này vốn có một mục đích, y muốn thông qua sự điều đình của La Tuệ Ninh, tạm thời đình chỉ cạnh tranh ác tính với cha Tấn Bắc, kim toản thế gia của y và tập đoàn tinh toản của cha Tấn Bắc cạnh tranh càng lúc càng ác liệt, hai bên đều không có lợi ích gì. Hà Trường An muốn chuyển nhượng kim toản thế gia cho cha Tấn Bắc, mình rời khỏi tiêu thụ đầu cuối, nhưng biểu hiện vừa rồi của cha Tấn Bắc khiến Hà Trường An có chút căm tức. Nhất thời vứt bỏ ý định này, y cũng tiền nhiều thế lớn. Chẳng ngại lấy cứng trọi cứng với cha Tấn Bắc, huống chi trong tay y lại nắm hai mỏ vàng, về phương diện tài nguyên có ưu thế tiên thiên. Nhìn thấy Trương Dương, Hà Trường An không khỏi nhớ tới khu đất sân thể dục, y từ trong tay Lê San San nhận lấy chén rượu vang, uống một ngụm rồi nói, khu đất sân thể dục lúc nào thì công khai bán đấu giá. Trương Dương nói, xảy ra một số vấn đề, thị trưởng Trần bị bệnh rồi. Hà Trường An nhíu mày, nghe lời nghe âm, từ trong câu nói của Trương Dương y cảm giác được bệnh của Trần Hạo không phải đơn giản như vậy, bệnh gì thế? Trương Dương thấp giọng nói lại bệnh tình của Trần Hạo cho Hà Trường An, thở dài nói, đợi tôi về xem thị lý nói thế nào, bán đấu giá khu đất sân thể dục là chuyện vô cùng cấp bách, tôi nghĩ chắc sẽ không qua năm nay đâu. Hà Trường An gật đầu nói, tôi nghe nói có rất nhiều người có hứng thú đối với khu đất này, hy vọng giá đừng bị đẩy lên quá cao. Trương Dương cười nói, tôi thì hy vọng càng cao càng tốt. Giá bán đấu giá càng cao thì ủy ban thể dục thể thao bọn họ có được càng nhiều tài chính hơn, Trương Dương nghĩ như vậy cũng là rất bình thường. Hà Trường An lắc đầu cười cười. Lúc này các thường ủy của tỉnh Lý lục tục tới hiện trường, vợ chồng Phó Thủ tướng Văn Quốc Quyền dưới sự đi cùng của Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh tiến vào sảnh yến hội, bọn họ vừa xuất hiện, hiện trường liền vang lên tiếng vỗ tay không ngừng. Văn Quốc Quyền trong sự vây quanh của mọi người, trong mỗi cái giơ tay nhấc chân tự nhiên toát ra một cỗ khí độ khiếp người, mặc dù là đi trong nhiều quan viên tại như vậy, quang mang của y vẫn sáng nhất. Trương Đại Quan Nhân thầm khen ngợi, đây là khí trường của Văn Quốc Quyền tuyệt đối không phải là một sớm một chiều có thể đạt tới. Sau khi mọi người ngồi xuống, Tống Hoài Minh đi tới bục chủ tịch, y thân là người phát biểu chủ trì của bữa tiệc tối nay, Tống Hoài Minh mỉm cười nói, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ. Chào mọi người. Tối nay, sảnh yến hội của nhà khách chính phủ tỉnh chúng ta nghênh đón hai vị khách tôn quý, Phó Thủ tướng Văn của Quốc vụ viện và phu nhân. Trước tiên, chúng tôi xin được tỏ lòng hoan nghênh chân thành và tha thiết tới Thủ tướng và phu nhân. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn mọi người. Tống Hoài Minh nói, tỉnh ủy Bình Hải, chính phủ tỉnh Bình Hải chúng tôi đặc biệt ở đây tổ chức một bữa tiệc, chiêu đãi đoàn người của Phó Thủ tướng Văn. Hy vọng có thể thông qua tiệc tối lần này tăng tiến cảm tình giữa chúng ta, hy vọng bọn họ có thể cảm nhận được lòng nhiệt tình của chúng ta, chúc cho Phó Thủ tướng Văn trong 3 ngày thị sát tỉnh Bình Hải chúng ta có thể được thành công viên mãn.
hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay. Tống Hoài Minh cười cười nhìn Văn Quốc Quyền, nói tiếp theo, tôi xin trao microphone cho Phó Thủ tướng Văn, mời ngài lên nói chuyện với mọi người. Tiếng vỗ tay như sấm, Văn Quốc Quyền trong tiếng vỗ tay đi lên bục chủ tịch, ông ta tiêu sái phất phất tay, ý bảo mọi người dừng vỗ tay, nói vào microphone, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn sự hoan nghênh của mọi người đối với tôi, cảm ơn mọi người rõ ràng đã đói bụng mà còn phải chờ tôi phát biểu xong, mọi người yên tâm, tôi sẽ không kéo dài thời gian dâu, thật ra tôi cũng đói bụng rồi. Không ít người ở đây đều bị những lời này của Văn Quốc Quyền chọc cười, thì ra vị phó thủ tướng nhìn thì nghiêm khắc này lại cũng có một mặt hài hước. Văn Quốc Quyền nói, tôi biết tối nay người tới tham gia yến hội đều là tinh anh chính trị, tinh anh thương giới, tinh anh xí nghiệp của Bình Hải, chính là có sự tồn tại của nhiều tinh anh như vậy nên Bình Hải mới có diện mạo hôm nay. Bình Hải trong làn sóng cải cách mở cửa là đầu tàu gương mẫu, thực lực kinh tế và thu nhập quốc dân đều là cầm cờ đi trước trong nước. Nói tới đây, tôi lại muốn nói cảm ơn các vị đã vất vả vì Bình Hải, thực sự là nhờ có các vị mà Bình Hải mới biến thành tốt đẹp như thế này. Vỗ tay. Liên tục không ngừng vỗ tay, ai cũng thích nghe những lời dễ nghe, những lời này của Văn Quốc Quyền đã cường điệu thành tích mà Bình Hải đạt được, đám thường ủy tỉnh Bình Hải nghe vậy mặt mày hớn hở, đây là sự khẳng định đối với công tác của bọn họ. Văn Quốc Quyền cười nói xong những lời dễ nghe rồi, tiếp theo tôi sẽ nói về mục đích tới Bình Hải lần này, mục đích tôi tới Bình Hải, không phải để khẳng định thành tích mà các vị đạt được, bởi vì thành tích đều bày ra đó, tôi nói hay không nói cũng như nhau. Mục đích tôi đến Bình Hải là muốn tìm hiểu về Bình Hải đang trong tiến trình phát triển, tìm hiểu những khó khăn mà Bình Hải phải đối mặt trong quá trình phát triển, tìm hiểu người dân của Bình Hải trong hiện thực còn tồn tại nan đề gì, tìm hiểu Bình Hải trong quá trình cải cách mở cửa có chỗ nào sai lầm hay không. Đồng chí Trấn Lương, đồng chí Hoài Minh, tôi xin nói rõ với các vị, tôi lần này đến chính là để tìm sai lầm đó. Hiện trường truyền đến vài tiếng cười khẽ, Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, hoan nghênh Thủ tướng Văn tới tìm sai lầm. Lời thật thì khó nghe, tôi luôn luôn đề xướng cán bộ chúng ta phải tăng mạnh phê bình bản thân, nhưng phương diện phê bình vẫn làm chưa đủ, Thủ tướng Văn lần này đến nhất định phải phê bình chúng tôi một trận thật tốt. Tống Hoài Minh vỗ tay trước. Văn Quốc Quyền cười ha ha nói, tự tin, từ những lời này của đồng chí Trấn Lương tôi biết rằng, trình độ quản lý của Bình Hải rất cao, đồng chí Trấn Lương tràn ngập tự tin đối với Bình Hải, anh ấy không sợ tôi tìm sai lầm. Ấn tượng đầu tiên mà Bình Hải lần này tạo cho tôi chính là rất đẹp, tôi hy vọng tôi sẽ nghe thấy, tôi sẽ nhìn thấy Bình Hải chân thật nhất, tôi hy vọng khi tôi rời khỏi Bình Hải, tôi có thể thật lòng nói một tiếng cảm ơn, nói với tất cả những người có mặt ở đây rằng các vị đã vất vả rồi. Tiếng vỗ tay như sấm, Văn Quốc Quyền trong tiếng vỗ tay trở lại vị trí của mình, Tống Hoài Minh lớn tiếng tuyên bố, tôi tuyên bố, tiệc tối chính thức bắt đầu. Bởi vì Trương Dương không phải là nhân viên được mời. Cho nên hắn được an bài ngồi cùng bàn với đám nhân viên công tác Lý Vĩ, Trương Đại Quan Nhân cũng hiểu rõ trường hợp này tối nay, không có dư địa cho mình múa may, hắn thành thực ngồi ở đó uống vài chén rượu, ánh mắt quan sát hiện trường chung quanh, nhìn thấy Phó Bí Thư Ngô Minh của Thị ủy thành phố Lam Sơn, đãi ngộ của hắn và Ngô Minh cũng như nhau, một đám quan viên hạ cấp ngồi ở một bàn trong góc, cách trung tâm còn xa hơn cả Trương Dương, đừng nhìn đám người này ở địa phương thì đều là nhân vật nổi danh. Nhưng đến trường hợp này, chỉ có thể sắm vai một phiến lá không bắt mắt, còn hoa hồng chân chính là Văn Quốc Quyền. Khi yến hội tiến hành được một nửa thì La Tuệ Ninh bảo Lý Vĩ gọi Trương Dương đến, Trương Dương đi tới bên cạnh La Tuệ Ninh, bàn này của bọn họ trừ vợ chồng Văn Quốc Quyền ra còn có ba vị bộ trưởng đi theo, Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, tỉnh trưởng Tống Hoài Minh đều ở đây. La Tuệ Ninh nhìn thấy Trương Dương tới, nắm tay Trương Dương giới thiệu với mọi người, đây là Trương Dương, con nuôi của tôi, mọi người chắc hẳn đều biết rồi. Tống Hoài Minh mỉm cười, nghĩ thầm La Tuệ Ninh ở trước mặt mọi người nói rõ quan hệ của bà ta với Trương Dương, rõ ràng là đang muốn mượn cơ hội này để giúp Trương Dương. Kiều Trấn Lương cười nói, trước đây tôi có nghe nói tới, nhưng cho rằng là lời đồn, không ngờ là thật. Kiều Trấn Lương còn có một suy nghĩ khác, lúc trước Trương Dương bị quân đội đá ra khỏi hạng mục sân bay mới Giang Thành, không thấy vợ chồng Văn Quốc Quyền nói một câu, nếu lúc đó bọn họ nguyện ý đứng ra. Sân bay mới tuyệt không sẽ không xảy ra nhiều vấn đề như vậy, chắc hẳn nguyên nhân chân chính mà lúc ấy Văn Quốc Quyền bảo trì trầm mặc là để tránh mâu thuẫn, hiện tại sự kiện đó đã nguôi đi rồi, phong đầu cũng đã hết, La Tuệ Ninh ở trước mặt mọi người tuyên bố Trương Dương là con nuôi của bọn họ. Tuyệt không chỉ là muốn đám người ở đây nể tình, ánh mắt của Kiều Trấn Lương dừng ở trên mặt Văn Quốc Quyền, phát hiện Văn Quốc Quyền thản nhiên mỉm cười, từ trên mặt ông ta không nhìn ra được biến hóa quá nhiều.
Kiều Trấn Lương cho rằng đến loại cấp bậc như Văn Quốc Quyền, cho dù là mỗi một sự kiện đều có mục đích của ông ta. La Tuệ Ninh cường điệu quan hệ mẹ con với Trương Dương, rốt cuộc là để làm lớn hay là có mục đích khác? Văn Quốc Quyền nói, Trương Dương, giúp cha rót rượu cho các chú các bác đi. Những lời này của Văn Quốc Quyền có thể lý giải là sự ủng hộ của ông ta đối với hành vi của vợ. Kiều Trấn Lương có chút nhìn không thấu, cao thủ chính trị cũng có lúc phạm phải sai lầm hồ đồ ư. Trương Dương giống như một đứa trẻ ngoan kính rượu một vòng, thật ra hắn không thích như vậy, chuyện hắn là con nuôi của La Tuệ Ninh trước đây có rất ít người biết, La Tuệ Ninh cường điệu như vậy chẳng khác nào để người khắp thiên hạ đều biết. Trương Đại Quan Nhân thầm nghĩ, làm người phải khiêm tốn, tôi thật ra sinh ra trong một gia đình nghèo, thế này chẳng phải bỗng dưng biến thành thái tử đảng ư. Khi La Tuệ Ninh đứng dậy đi kính rượu, Trương Dương vội vàng đi theo, hắn không khỏi có chút xấu hổ nói, mẹ nuôi, có cần thiết phải cường điệu việc này như vậy không? La Tuệ Ninh mỉm cười nói, mẹ sợ con ở Bình Hải lại bị người ta khi dễ. Trương Dương nói, trước giờ luôn là con khi dễ người khác, ai dám khi dễ con chứ? La Tuệ Ninh đi tới bàn của Hà Trường An và cha Tấn Bắc, bà ta trước đây đã đáp ứng giúp Hà Trường An điều hòa quan hệ với cha Tấn Bắc, hôm nay vừa hay là một cơ hội. Nhìn thấy La Tuệ Ninh đến, đám người Hà Trường An tất cả đều đứng dậy, La Tuệ Ninh cầm chén rượu, nói, Hà Tổng, cha Tổng, mọi người đều là bạn bè, tôi thì không thể kính rượu từng người một, mọi người cùng nhau cạn hai chén vậy. Tất cả mọi người đều hưởng ứng, La Tuệ Ninh uống rượu cũng chỉ là nhấp môi, đương nhiên chẳng có ai đi tính toán với bà ta làm gì, thân phận địa vị của người ta sờ sờ ra đó, đến kính rượu đã là nể mặt họ rồi. La Tuệ Ninh nói, Hà Tổng mấy ngày trước có ý rời khỏi buôn bán trang sức, không biết có tìm được người tiếp nhận thích hợp chưa? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cha Tấn Bắc nghe thấy những lời này của La Tuệ Ninh, tai dựng đứng cả lên, y sao chưa hề nghe nói Hà Trường An có ý rời khỏi giới trang sức, nếu thật sự là vậy thì phải tạ thiên tạ địa rồi. Hà Trường An mỉm cười nói, Văn Phu Nhân, nói thật, tôi đối với buôn bán trang sức có chút chán ghét, hiện tại hạng mục trên đầu nhiều như vậy, đã không có nhiều tinh lực để chiếu cố tới chuyện của phương diện này. Một mực vẫn định chuyển nhượng Kim Toản Thế ra. La Tuệ Ninh cười nói, cha Tổng có hứng thú không? Cha Tấn Bắc đang định lên tiếng thì Hà Trường An lúc này đột nhiên thêm một câu, có điều, tôi hiện tại lại đổi ý rồi, chẳng ai hiềm tiền cắn tay cả, tuy rằng ngành trang sức kiếm hơi ít một chút nhưng dẫu sao thì mạo hiểm cũng ít, tôi sau khi cân nhắc thận trọng vẫn định giữ lại Kim Toản Thế ra, tạm thời chưa nghĩ tới chuyện chuyển nhượng. La Tuệ Ninh cười nói, suy nghĩ của thương nhân luôn thiên biến vạn hóa. Cha Tấn Bắc nói, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, đều không thoát khỏi chữ lợi. Y mắng thầm Hà Trường An cố lộng huyền hư, theo lợi nhuận lớn của ngành trang sức, xem ra về sau còn phải đấu tiếp trong lĩnh vực này. La Tuệ Ninh biết Hà Trường An thay đổi ý định, tất nhiên cũng không định nói nhiều làm gì, bà ta nâng chén, nói các vị tiếp tục nói chuyện đi, tôi đi một vòng. Bà ta cười nói với Trương Dương, giúp mẹ kính hai chú mấy chén. Trương Dương ngồi xuống cạnh Khư Phượng Tiên. Cha Tấn Bắc chủ động chạm cốc với hắn, uống một chén rượu, nói Trương Dương, tôi nghe nói khu đất sân thể dục Nam Thích sẽ bán đấu giá ra ngoài hả, chuyện này có phải đã được quyết định rồi hay không? Hà Trường An bất lộ thanh sắc, cha Tấn Bắc sở dĩ hỏi như vậy, mười phần là muốn nói cho mình nghe, hiện tại khu đất đó của sân thể dục Nam Thích hấp dẫn không ít sự chú ý của thương nhân, cha Tấn Bắc xem ra đã nghe nói mình có hứng thú với khu đất đó, cho nên lại giở trò cũ, y chắc muốn lợi dụng chuyện này để đối nghịch với mình. Bởi vì chuyện của Kim Toản Thế Gia, giữa Hà Trường An và cha Tấn Bắc đã kết thù rất sâu, Hà Trường An lúc ban đầu quả thực là chiếm được không ít số định mức, y có ưu thế phía tài nguyên khoáng sản, nhưng ở phương diện thiết kế thì lại kém hơn hẳn, Kim Toản Thế Gia cũng bởi vì vấn đề thiết kế, độ phát triển rõ ràng chậm dần, mà tinh toản của cha Tấn Bắc trên phương diện thiết kế có ưu thế, ở trong quần thể khách dầu thủy chung chiếm đại bộ phận số định mức, mà lợi nhuận từ quần thể này là nhiều nhất. Tinh toản lúc ban đầu sau sự trùng kích của Kim Toản Thế Gia tổn thất không ít số định mức, nhưng hiện tại bọn họ chịu hạ thấp tư thái, cũng đặt tầm mắt ở quần thể tiêu phí bình thường, gần đây tình huống doanh tiêu có biến chuyển tốt. Hà Trường An tuy rằng là thương nhân thành công, nhưng trong ngành trang sức dù sao cũng là lần đầu chen chân vào, so với cha Tấn Bắc thì vẫn còn kém nhiều, đây cũng là nguyên nhân mà y lúc trước muốn từ bỏ Kim Toản Thế Gia. Nhưng sự cường thế của cha Tấn Bắc lại khơi dậy lòng háo thắng của Hà Trường An. Y đã thôi không muốn từ bỏ Kim Toản, cho dù chuyển nhượng thì cũng không chuẩn bị chuyển nhượng cho cha Tấn Bắc. Sự cừu thị của cha Tấn Bắc đối với Hà Trường An là vì y vượt quá giới hạn, cường thế tiến vào giới châu báu, muốn xin một chén canh.
Cha Tấn Bắc là người kiêu ngạo, y cho rằng mình mới là lão đại xứng đáng của thị trường châu báu Trung Quốc, sự tham gia của Hà Trường An trong mắt y chính là một loại khiêu khích. Trương Dương sớm đã hiểu rõ mâu thuẫn giữa hai người này, khi còn làm hạng mục sân bay mới của Giang Thành, hai người diễn ra một vở kịch trước tiên cùng nhau đòi đầu tư, về sau cùng nhau rút lui, suýt chút nữa thì đẩy Trương Dương vào khốn cảnh. Trương Dương không muốn tham gia vào sự phân tranh giữa thương nhân, nguyên tắc của hắn chính là bảo trì trung lập. Trương Dương nói, chuyện bán đấu giá đấu trên cơ bản đã được định ra rồi, gần đây sẽ công bố quy tắc chi tiết và cụ thể ra ngoài. Hắn mỉm cười nói, cha tổng cũng có hứng thú à? Chương 593, nắm chắc như thế nào? Trương Dương cười nói, anh không thông minh sao có thể khiến phó thị trưởng Tần xinh đẹp và trí tuệ của chúng ta một mực vì anh như vậy? Tần Thanh nhìn chung quanh, bước nhanh tới cuối hành lang, nói, tự sướng. Trương Dương nói, đã trễ thế này còn đang họp, anh đã nói với em là đừng có bán mạng vì công việc như vậy, không chịu nghe anh thì lần sau gặp anh sẽ đánh đít em đó. Tần Thanh nói, anh tới đây. Trong lòng thì ấm áp vô cùng, sự quan tâm của Trương Dương khiến cô ta vô cùng hưởng thụ. Trương Dương nói, anh vừa rồi nhìn thấy Ngô Minh. Tần Thanh lúc này mới ý thức được Trương Dương đang ở Đông Giang. Cô ta nói khẽ, anh cũng tới Đông Giang à? Trương Dương nói, đến được vài ngày rồi, Phó Thủ tướng Văn tới, mẹ nuôi bảo anh ở lại với bà ấy, cho nên không thể lập tức trở về được. Tần Thanh nói, hành trình cụ thể của Thủ tướng Văn đã được quyết định chưa? Trương Dương lắc đầu nói, chưa, có điều lần này ông ta trọng điểm khảo sát hạng mục khu khai phá, anh đã nói với Ngô Minh rồi, có điều anh đối với thằng ôn này vẫn không yên tâm, nói trực tiếp với em vẫn tốt hơn. Tần Thanh biết hắn không yên tâm về điều gì, hắn lo lắng Ngô Minh ở giữa phá rối, có điều Tần Thanh cho rằng Ngô Minh vẫn chưa tới mức làm ra chuyện bỉ ổi như vậy, dù sao cũng liên quan đến vinh dự tập thể của ban lãnh đạo Lam Sơn, mà y cũng là một thành viên trong tập thể. Tần Thanh cười nói, anh yên tâm đi, để nghênh đón lần thị sát này của Thủ tướng Văn, Lam Sơn đã làm tốt chuẩn bị rồi. Trương Dương nói, nhưng anh nghe ý tứ của ông ta, lần này đến Bình Hải là để tìm khuyết điểm. Ông ta muốn nhìn thấy một mặt chân thật nhất của Bình Hải, nếu dấu vết chuẩn bị quá rõ ràng, có thể sẽ tốt quá hóa dở, ông ta chưa chắc sẽ cao hứng. Trương Dương đối với Văn Quốc Quyền cũng có chút thấu hiểu. Tần Thanh trầm mặc trong chốc lát, rồi nói khẽ em hiểu rồi. Trương Dương lại nói, mẹ nuôi anh tới, bà ấy rất thích anh lần này chỉ cố để cho bà ta cao hứng, anh thấy Thủ tướng Văn cũng không tiện tìm sai lầm của anh. Tần Thanh bật cười, Trương Dương chính là Trương Dương. Phương thức suy của hắn không giống người thường, rõ ràng là chuyện công, nhưng hắn luôn đều có thể nghĩ biện pháp để biến thành việc tư, có điều những gì hắn nói cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, Tần Thanh nói anh có phải cùng đi trong toàn bộ hành trình không? Trương Dương nói, anh không biết, xem mẹ nuôi nói thế nào đã, nếu bà ấy đòi anh đi theo, anh sẽ tạm thời gác công tác sang một bên. Tần Thanh nói, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt, anh nên dành thời gian ở với bà ấy nhiều hơn. Trương Dương và Tần Thanh nói chuyện xong, di động lập tức đổ chuông, vẫn là Cao Liêm Minh gọi tới, hắn và Đinh Triệu Dũng, Thường Hải Tâm, Triệu Tính, Đinh Bân đang ăn lẩu tứ xuyên ở dưới tòa nhà công ty máy tính của Đinh Triệu Dũng, đợi cho tới 9 giờ vẫn thấy Trương Dương chưa tới, cho nên mới gọi điện thoại tới dục hắn. Trương Dương sau khi nhận được điện thoại lập tức chạy tới đây, hắn tới phòng ở tầng 2, vừa mới vào cửa phòng liền cảm thấy vù, một cái bánh ngọt bay vào mặt hắn, Trương đại quan nhân thân thủ cỡ nào chứ? Nhẹ nhàng dùn người xuống tránh, nhưng nhân viên phục vụ đưa đồ ăn tới ở phía sau thì lại không may mắn như vậy, bánh ngọt đập trúng mặt hắn, khay trong tay cũng rơi xuống đất, mấy món thức ăn rơi xuống đầy đất, nhân viên phục vụ sợ đến ngây ra. Người ở bên trong tất cả đều ngây ra, người khởi xướng Cao Liêm Minh thẻ lưỡi, cầm chén rượu lên giả bộ thản nhiên như không nói, mọi người uống rượu đi. Trương Dương nói, còn có lòng uống rượu à, không ngờ lại đánh lén tôi, to gan lắm. Hắn cười nói với nhân viên phục đó, không sao đâu, đùa thôi mà. Đinh Triệu Dũng chạy nhanh tới nói với nhân viên phục vụ đó, ngại quá, lát nữa nói với ông chủ của các cậu một tiếng, tất cả thiệt hại chốc nữa tính cho tôi. Trương Dương đi tới phía sau Cao Liêm Minh, giơ tay lên đập nhẹ một cái vào đầu hắn, đương nhiên không phải đánh thật. Trương đại quan nhân nếu đánh thật, một cái đập này đủ để biến Cao Liêm Minh thành thần kinh rung rinh. Cao Liêm Minh bật cười, anh đã tới muộn còn đánh người nữa. Không phân rõ phải trái gì cả. Trương đại quan nhân cười nói, anh không phải là luật sư ư. Không phục thì tới pháp viện mà tố cáo tôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh Cao Liêm Minh, nhìn bánh ngọt trên bàn, nói, hôm nay là sinh nhật ai vậy? Triệu Tính ủy khuất,
chỉ thiếu chút nữa là rơi cả nước mắt, sinh nhật của em gái mà anh trai không ngờ lại quên mất, buổi chiều cô ta là cố ý không nhắc nhở hắn, xem hắn có thể tự nhớ ra hay không, nhưng hắn không ngờ lại một chút ấn tượng cũng không có. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt của em gái, lúc này mới nhớ ra, mình gần đây bận công tác quá, thực sự là quên cả sinh nhật của em gái, hắn áy náy nói, anh xem trí nhớ của tôi này, sinh nhật Tiểu Tĩnh mà thôi không ngờ cũng quên mất, đáng phạt, đáng phạt. Cao Liêm Minh rót đầy một cốc rượu trắng cho Trương Dương, đây chính là tự anh nói đấy nhé, vậy chúng tôi phạt. Thường Hải Tâm nói, có nói là phạt uống rượu đâu, sinh nhật của em gái anh làm anh nói sao cũng phải thể hiện một chút nữa. Trương Dương gật đầu, hắn còn chưa chuẩn bị quà gì, từ trong ví lấy ra 500 đồng đưa cho Triệu Tĩnh nói, Tiểu Tĩnh, em cầm tiền tự đi mua quà vậy nhé, anh gần đây bận việc nên quên cả sinh nhật của em, anh cam đoan, về sau sẽ không quên nữa. Triệu Tĩnh cười cười đẩy tiền về cho hắn, anh, có câu nói này của anh là được rồi, em không cần tiền, chỉ cần anh trong lòng nhớ tới em là được rồi. Trương Dương cười nói, nhớ, nhớ chứ, anh chỉ có một đứa em gái là em, làm sao mà quên được, nhưng tiền thì vẫn phải cầm, đi mua mấy bộ quần áo đẹp, sắp nghỉ đông rồi, ăn mặc thật đẹp rồi về nhà chơi. Triệu Tĩnh lúc này mới nhận tiền, cười cười gật đầu. Trương Dương cầm cốc rượu đó lên, nói tôi hôm nay đã tới muộn. Lại quên cả sinh nhật em gái, đáng phạt, cốc rượu này tôi uống, chúng ta cùng nhau chúc Tiểu Tĩnh sinh nhật vui vẻ. Mọi người cùng nhau hưởng ứng, Trương Dương uống cạn rượu trong chén thủy tinh đó. Triệu Tĩnh tự tay cắt một miếng bánh ngọt đưa cho Trương Dương, anh ăn bánh ngọt đi. Trương Dương tuy rằng bình thường không thích ăn đồ ngọt, nhưng sinh nhật em gái thì vẫn phải ăn một chút. Triệu Tĩnh nói, anh, địa điểm thực tập đã quyết định rồi, em sẽ thực tập trong trường Đại học Phạm Đông Giang. Đinh Bân tới Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Bình Hải thực tập. Trương Dương gật đầu, liếc Đinh Bân một cái, Đinh Bân cười cười với hắn. Cho tới giờ Đinh Bân đối với Trương Dương vẫn luôn có chút sợ hãi, ở trước mặt Trương Dương biểu hiện rất ngoan ngoãn, anh Trương, về sau còn cần anh chỉ điểm em nhiều hơn. Trương Dương cười nói, tôi là Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích, cậu là Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh, nói không chừng về sau còn có thể thành lãnh đạo thượng cấp của tôi ấy chứ. Đinh Bân vội vàng nói, không dám, không dám, em nào dám làm lãnh đạo của anh, em chỉ là một thực tập sinh, không có quyền lực gì cả. Trương Dương rất hài lòng đối với biểu hiện hiện tại của Đinh Bân, thằng ôn này chắc là từ chuyện trước đây đã rút ra được bài học, làm người khiêm tốn hơn nhiều, cũng ngoan ngoãn hơn nhiều. Trương Dương nói, từ từ sẽ được thôi, cậu là xuất thân chính quy mà, về sau tiền cảnh phát triển tốt lắm. Triệu Tĩnh nói, anh, em vừa gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ nói năm nay vẫn muốn ở nhà cũ đón Tết. Trương Dương gật đầu, hắn lúc trước muốn bảo cả nhà tới Nam Tích đón Tết, nhưng bị bà ấy từ chối, chắc là lớn tuổi rồi, càng tới ngày Tết càng không muốn đi xa. Trương Dương nói, anh lúc trước đã nói chuyện với mẹ rồi, mẹ không muốn tới thì chúng ta về đón năm mới vậy. Triệu Tĩnh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhìn Đinh Triệu Dũng, Đinh Triệu Dũng nói, Triệu Tĩnh, em sắp nghỉ đông rồi, trong lúc nghỉ đông cũng đừng vội về hà, tới công ty của anh hỗ trợ đi. Chờ trước Tết âm lịch rồi về. Thật ra đây là gã lúc trước đã thương lượng với Triệu Tĩnh rồi, Triệu Tĩnh không dám nói với Trương Dương, cho nên bảo gã nói. Động tác rất nhỏ của Triệu Tĩnh không thể qua được mắt Trương Dương, hắn không khỏi thầm cảm thán, con gái lớn rồi thì cuối cùng thành người nhà khác, Triệu Tĩnh nghỉ hè đã không ở nhà, hiện tại nghỉ đông cũng muốn dành hơn phân nửa thời gian ở lại Đông Giang. Trương Dương không vạch trần, mỉm cười nói, Đinh Tổng thích nó như vậy thì để lại xã hội thực tiễn đi. Thuận tiện kiếm thêm chút tiền cũng tốt. Triệu Tĩnh được anh trai đồng ý cho ở lại, không khỏi tươi cười hớn hở. Trương Dương nhắc nhở cô ta, trước Tết âm lịch phải trở về sớm một chút, đừng để mẹ nhớ thương. Tối hôm đó Trương Dương và Thường Hải Tâm cùng nhau tới Nam Quốc Sơn Trang ở trọ, hai người lái xe tới phía dưới Nam Quốc Sơn Trang, Thường Hải Tâm bỗng nhiên hưng chí, cô ta bảo lái xe dừng lại, cùng với Trương Dương đi bộ lên núi. Trương Dương nhìn khách sạn ở giữa sườn núi. Không khỏi cười khổ nói, Hải Tâm, còn xa lắm, thật sự muốn đi bộ à? Thường Hải Tâm nói, anh không cảm thấy đi bộ trong đồng tuyết là một chuyện rất lãng mạn ư? Trương Dương nói, đó là ở phương Bắc, nơi này là phương Nam, tuyết gần như tan hết rồi, lấy đâu ra lãng mạn? Thường Hải Tâm có chút bất mãn nói, con người anh đúng là luôn đại sát phong cảnh, hai ngày nay tôi vì chuyện trung tâm tin tức của Ủy ban Thể dục Thể thao mà chạy đông chạy tây, chân sưng phồng cả lên rồi. Không có công lao cũng có khổ lao, bảo anh đi tản bộ với tôi mà anh không muốn hả? Trương Dương nói, không phải, tôi là thấy đường núi trơn,
sợ cô không cẩn thận trượt chân. Còn chưa dứt lời, Thường Hải Tâm ai u một tiếng, giẫm nát một khối băng, bị sái chân, không phải Trương Dương đỡ lấy cô ta đúng lúc thì đã ngã xuống rồi. Trương Dương nói, thấy chưa, bị tôi nói trúng rồi kìa. Thường Hải Tâm đau đớn nhăn mặt, nói, miệng quạ đen. Trương Dương nhìn thấy vẻ mặt của cô ta đau đớn như vậy, chắc là chân cô ta bị trẹo không nhẹ, xoay người nhìn lại, chiếc xe taxi đó đã sớm đi xa rồi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lãng mạn, nữ nhân lãng mạn lên đúng là muốn mất mạng mà, hắn cúi người xuống, tôi cõng cô. Không cần, Thường Hải Tâm lắc đầu, kiên trì đi lên trước một bước, nhưng gót giày lại gãy, chân lại bị trẹo một cái, Thường Hải Tâm đau đến nỗi tóm lấy cánh tay Trương Dương, xui xẻo quá. Trương Dương cười nói, cho cô một lựa chọn, hoặc là tôi cõng cô, hoặc là tôi bế cô. Thường Hải Tâm đỏ mặt, nói, anh cõng tôi đi. Trương Dương cúi người, Thường Hải Tâm nằm lên người hắn, Trương Dương ôm lấy mông cô ta nhẹ nhàng nhấc lên, Thường Hải Tâm ôm cổ hắn, hai gò má đỏ bừng, may mà đang là buổi tối, không ai nhìn thấy vẻ mặt của cô ta lúc này. Trương Dương cõng Thường Hải Tâm chậm rãi đi lên sơn trang, hắn quan tâm nói, chân còn đau không? Thường Hải Tâm lắc đầu, nhớ ra Trương Dương không nhìn thấy liền nói một câu, không đau. Một trận gió đêm thổi tới, Thường Hải Tâm không nhịn được hắt xì. Trương Dương nói, nếu cảm thấy lạnh thì ôm chặt vào, tôi không ngại bị cô chiếm chút tiện nghi đâu. Thường Hải Tâm thầm nghĩ vẫn chưa biết ai chiếm tiện nghi của ai đâu, cô ta không nói gì, có điều hai tay ôm vẫn chặt lấy Trương Dương. Tuyết miền Nam tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, tuyết đọng đã tan khiến cho dốc núi trong màn đêm lốm đốm bạc. Thường Hải Tâm nói, tôi thích tuyết rơi, trước đây khi ở Kinh Thành học đại học, mỗi lần tuyết rơi, tôi đều đặc biệt vui vẻ, nhưng tốt nghiệp về quê, thì ít khi thấy tuyết rơi. Trương Dương nói, cô nếu muốn ngắm tuyết thì tôi cho cô nghỉ mấy ngày, cô tới Đông Bắc chơi vài ngày, ngắm tuyết rơi. Thường Hải Tâm cười nói, tôi sợ lạnh nói. Trương Dương nói, cho nên mới nói trên thế giới này không có chuyện hoàn mỹ. Thường Hải Tâm nói, ngày mai tôi về trước Nam Tích về trước, chuyện trung tâm tin tức đã xác định rồi, tôi trở về chuẩn bị một chút, tranh thủ trong một tháng thành lập xong trung tâm tin tức. Trương Dương nói, Ủy ban Thể dục Thể thao sắp chuyển nhà rồi. Thị Lý đã quyết định bán đấu giá công khai khu đất sân thể dục cũ và Ủy ban Thể dục Thể thao, địa điểm làm việc của chúng ta sau này sẽ ở trung tâm thể dục mới. Tôi đã bàn xong với phía Nam Dương Quốc tế rồi, bọn họ lâm thời thuê cho chúng ta một ký túc xá một tầng, làm nơi làm việc lâm thời của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta, chờ tôi trở về sẽ an bài cụ thể. Thường Hải Tâm nói, tôi thấy hoàn cảnh làm việc của Ủy ban Thể dục Thể thao hiện tại của chúng ta rất tốt, thật sự phải rời đi ư. Trương Dương gật đầu nói, đành chịu thôi, tổ chức vận hội tỉnh cần dùng tiền, tài chính của thị lý lại không thể ủng hộ nhiều cho chúng ta, hiện tại không ít người có chủ ý với khu đất này, nếu có thể bán ra với giá tốt, tài chính thành phố có thể bớt khó khăn, mà chúng ta cũng có thể có được một khoản tài chính, tổ chức vận hội tỉnh cũng sẽ thoải mái hơn. Thường Hải Tâm nói, cái mà anh có là biện pháp, tôi tin vận hội tỉnh lần này nhất định có thể tổ chức thành công. Trương Dương cười nói, có lòng tin với tôi như vậy à? Thường Hải Tâm thấp giọng ừ một tiếng. Trương Dương nói, đến Nam Tích công tác đã thích ứng chưa? Thường Hải Tâm nói khẽ, ở bên cạnh anh công tác không có gánh nặng gì, thực sự rất nhẹ nhàng. Cô ta lập tức cười khanh khách nói, có thể là bởi vì tôi ở Lam Sơn, trong công tác, trong cuộc sống đâu đâu cũng tràn ngập bóng dáng của cha tôi, rời khỏi Lam Sơn khiến tôi cảm thấy tự do hơn rất nhiều. Nghe Thường Hải Tâm nói như vậy, Trương Dương bất giác nhớ tới em gái Triệu Tĩnh. Xem ra con gái trong giai đoạn nhất định đều sẽ sinh ra tâm tính như vậy, sự quan tâm của người cha đối với con gái đôi khi trở thành sự gò bò trong lòng họ. Thường Hải Tâm xuất thân từ gia đình cán bộ cao cấp, khi cô ta hưởng thụ sự vinh quang của cha chú đồng thời cũng bị một loại áp lực mà người khác không hiểu được. Ở Lam Sơn, bất kể cô ta làm gì, điều đầu tiên mà người khác nghĩ đến sẽ là, cô ta là con gái của Thường Tụng, chứ không phải là Thường Hải Tâm, đây đúng là nguyên nhân chân chính mà cô ta lựa chọn rời khỏi Lam Sơn. Cũng chỉ có rời khỏi Lam Sơn, cô ta mới có thể thực sự thoát khỏi cái bóng của cha chú. Trương Dương bởi vậy mà cảm thấy thoải mái, xem ra Thường Hải Tâm cuối cùng quyết định đến Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích công tác không chỉ là vì mình. Đêm dài người vắng, trên đường tới Nam Quốc Sơn Trang có rất ít xe đi qua, cho dù ngẫu nhiên xe đi qua cũng không có ý dừng lại. Ngô Minh ngồi xe Audi vừa hay quay về vào lúc này, y nhìn thấy đôi nam nữ ở ven đường. Hơn nữa ngay lập tức nhìn ra đó là Trương Dương và Thường Hải Tâm, Ngô Minh ngạc nhiên mở to hai mắt, y không ngờ rằng, Trương Dương lại ở cùng một chỗ với con gái bảo bối của Thường Tụng.
Ngô Minh xoay người từ cửa sổ xe nhìn theo, Thường Hải Tâm nằm trên lưng Trương Dương, hai người dán sát vào nhau, chỉ có đôi tình nhân đang yêu nhau nồng thắm mới làm vậy. Cho tới khi bóng của hai người biến mất trong bóng đêm, Ngô Minh mới quay đầu lại ngồi tử tế, chẳng trách Thường Hải Tâm lại đòi điều đến Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Thích để công tác, thì ra là có quan hệ với Trương Dương. Ngô Minh lại nghĩ tới lời đồn về quan hệ giữa Trương Dương và Tần Thanh, trong lòng đối với Trương Dương thật sự là vừa hận lại vừa ghen ghét, sao nhiều bông hòa nhài lại đi cắm vào bãi cứt châu này. Trương đại quan nhân một đường cõng Thường Hải Tâm trở về Nam Quốc Sơn Trang, khi đến cửa lớn, Thường Hải Tâm kiên trì đòi xuống, cô ta cũng sợ bị người khác nhìn thấy, ảnh hưởng không tốt. Trương Dương tới chỗ cửa bảo vệ hỏi mượn một chiếc xe đệ, đưa Thường Hải Tâm trước cửa phòng của cô ta, giúp Thường Hải Tâm mở cửa phòng, cười nói tôi về thay quần áo trước, lát nữa tới giúp chữa chân cho cô. Thường Hải Tâm lắc đầu nói, không cần đâu, giờ không thấy đau nữa rồi. Tuy rằng Thường Hải Tâm nói không cần, nhưng Trương Dương một lát sau vẫn tới, trong tay còn cầm một lọ rượu thuốc. Hắn bảo Thường Hải Tâm đặt chân lên đùi hắn, nhìn thấy chân trái Thường Hải Tâm có chút sưng lên, ấn nhẹ một cái, Thường Hải Tâm không chịu được run bắn lên. Trương Dương cười nói, còn nói không đau à, nếu tôi mặc kệ cô, ngày mai chân này chỉ sợ sẽ sưng thành cái bánh bao. Thường Hải Tâm nói, chỉ tại cái miệng quạ đen của anh. Trương Dương bật cười ha ha, cầm chân ngọc của Thường Hải Tâm, chỗ chạm vào thấy mềm mại trắng mịn, chân Thường Hải Tâm trông khá đẹp, da thịt nõn nà nhẵn nhụi. Cầm trong tay giống như một tác phẩm nghệ thuật không có tì vết, quả nhiên là khiến người ta động lòng, vô cùng mê người. Thường Hải Tâm thấy Trương Dương nhìn chân mình không chớp mắt, mặt không khỏi đỏ lên, nhẹ giọng gắt nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy chân người khác bao giờ à? Trương Dương cầm chân cô ta ấn nhẹ một cái, Thường Hải Tâm không chịu được đau, hét lên, ái, ái ái. Trương Dương cười nói, chưa từng gặp chân nào đẹp như vậy, lạ ghê ta, chân của cô sao không thối chút nào vậy? Thường Hải Tâm liều mạng rụt chân về, lại bị Trương Dương nắm trong tay, gắt khẽ chân của anh mới thôi. Trương Dương nói, tôi là số nam nhân mà, chậc chậc, thơm quá. Thường Hải Tâm trợn mắt lên, buông ra. Cô ta cảm thấy quan hệ giữa mình và Trương Dương càng lúc càng khó nắm bắt. Từ sau khi Trương Dương nửa đêm chui lên giường cô ta, hai người khi ở chung liền trở nên ám muội mập mờ. Nói thế nào cũng không rõ ràng. Đến bây giờ Thường Hải Tâm cũng không biết hắn vì sao phải nửa đêm vụng trộm chui vào trong phòng mình, nhưng cô ta không tiện hỏi mà cũng không dám hỏi. Ra mặt Trương đại quan nhân đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, Thường Hải Tâm nói buông ra, hắn có thể nghe theo mới lạ, hai tay nắm chặt cổ chân Thường Hải Tâm, một tay cầm lấy bàn chân cô ta day khẽ, sau đó nói, đừng nghĩ nhiều, tôi thực không có ý chiếm tiện nghi của cô đâu, nếu là người khác thì chẳng ai nguyện ý ở đây khen chân cô cả. Hắn đặt chân ngọc của Thường Hải Tâm ở trên đầu gối của mình, xoa một ít nước thuốc lên, xoa bóp cho Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm thấy từ ngón chân đến bàn chân từ từ nóng lên, đau đớn cũng dần dần biến mất, nhìn bộ dạng chuyên chú và nghiêm túc của Trương Dương, Thường Hải Tâm định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Trương Dương nói, Hải Tâm, tôi vốn cảm thấy tôi là người tốt, nhưng hiện tại càng ngày càng phát hiện tôi không phải là người tốt. Những lời này của Trương đại quan nhân tuyệt đối không phải là không có lý do, từ lúc tới thời đại này, nhận thức, quan điểm của hắn đã thay đổi rất nhiều. Thường Hải Tâm cắn cắn môi, nói thật ra anh trước giờ cũng không phải là một người tốt, nhưng... Cô ta tạm dừng một chút rồi mới thẽ thọt nói với Trương Dương, nhưng anh cũng không phải là người xấu. Trương Dương nói, tôi rất háo sắc, những lời này cũng thực sự là cầu thị. Tôi biết, tôi cũng muốn làm một người tốt. Thường Hải Tâm nói, bất kỳ sự vật hoặc là bất kỳ ai đều là tương đối, mỗi người sống trên đời đều có vị trí của mình, có người thích, có kẻ ghét. Trương Dương thuận theo những lời này của Thường Hải Tâm, hỏi cô rốt cuộc là thích tôi hay là ghét tôi. Sau khi thằng ôn này hỏi ra những lời này liền có chút hối hận, hỏi thừa quá đi, câu này không chỉ thừa mà còn là ngu xuẩn, Thường Hải Tâm sao có thể ghét mình được. Thường Hải Tâm quả nhiên không đáp lại câu hỏi của hắn. Nói khẽ tôi thích anh hay là ghét anh, đối với anh quan trọng lắm ư. Trương đại quan nhân toát mồ hôi thôi thì không nói làm gì, nhưng không ngờ mồ hôi toát ra còn rơi xuống, vừa hay rơi lên mu bàn chân trắng nõn của Thường Hải Tâm. Khi Trương Dương đối với thời đại này cảm thấy nhận thức càng lúc càng sâu, hắn phát hiện mình cũng càng lúc lún càng sâu, hắn không phải là một nam nhân không biết chịu trách nhiệm, Trương Dương ấn mạch vào huyệt ở chân của Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm bởi vì không nhịn được đau đớn mà hét lên, ái. Trương Dương thả chân cô ta ra, mỉm cười nói, được rồi, đảm bảo cô ngày mai không sao.
Thường Hải Tâm nhìn Trương Dương, nói khẽ, anh cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Trương Dương không ngủ được, bởi vì hắn phát hiện mình càng lúc càng không biết phải làm như thế nào mới nắm bắt được tình cảm. Kỳ thực buổi tối như vậy rất nhiều người đều không ngủ được, Văn Quốc Quyền cũng không ngủ, ông ta ngồi ở ban công lặng lẽ nhìn bầu trời đêm, Bình Hải ban đêm so với kinh thành thì ấm áp hơn rất nhiều, thậm chí tạo cho ông ta một cảm giác sai lầm như đây là mùa xuân. La Tuệ Ninh lặng lẽ đi tới sau ông ta, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai ông ta, ôn nhu nói, vì sao vẫn chưa ngủ? Không ngủ được, ngày đầu tiên tới Bình Hải, tôi bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như tất cả mọi người đều đang phòng bị tôi. Bọn họ vỗ tay, nhưng ở sâu trong lòng thì lại không chào đón tôi đến đây, cho rằng sự có mặt của tôi mang đến phiền toái, mang tới sự bất tiện cho họ. La Tuệ Ninh bật cười, bà ta nhẹ nhàng xoa vai chồng, ông luôn nghĩ nhiều hơn người khác, thật ra người khác không nghĩ nhiều như vậy đâu. Văn Quốc Quyền cầm nhật trình trong tay đưa cho La Tuệ Ninh, từ trước khi chúng ta tới Đông Giang, bọn họ đã an bài nhật trình cho tôi, nếu dựa theo an bài của bọn họ, những gì tôi nhìn thấy có lẽ là một cảnh phồn vinh, thái bình. Nhưng tôi lại không được nhìn thấy Bình Hải chân chính. La Tuệ Ninh nói, có một số việc không phải một sớm một chiều là hình thành, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đi tìm hiểu một tỉnh, thậm chí một thành thị căn bản là điều không thể. Văn Quốc Quyền nói, điều mà tôi thực sự thấy nuối tiếc không phải là tôi có thể nhìn thấy cái gì, mà là tất cả những gì mà tôi nhìn thấy xen vào quá nhiều hàm lượng nước, cán bộ của chúng ta đã quen trình diện một mặt ngăn nắp gọn gàng nhất cho lãnh đạo, trước đây đề xướng tinh thần người chủ. Đối với rất nhiều người mà nói không phải là một loại trách nhiệm, mà là cớ để bọn họ kiếm được chính tích. La Tuệ Ninh lắc lắc hai vai Văn Quốc Quyền, Quốc Quyền, ông lúc nào biến thành ngốc nghếch đa cảm như vậy, cho dù là tồn tại vấn đề thì người phải giải quyết vấn đề vẫn chính là những lãnh đạo địa phương này, ông không thể làm thay được. Ông phải nhớ cái mục đích mà mình lần tới đây là để thị sát chứ không phải là để sửa sai. Văn Quốc Quyền nhẹ nhàng vỗ tay vợ, dựa theo an bài trước của bọn họ. Ngày mai tôi phải tới viếng thăm và khảo sát khu khai phá thành phố Lam Sơn. Ông muốn thay đổi ư? Văn Quốc Quyền nói, chuyện không có ý nghĩa tôi không muốn làm, mỗi một địa phương được ghi trên nhật trình đều đã chuẩn bị kỹ càng, thành tích của Bình Hải không phải một hai khu khai phá là có thể khẳng định, nhưng vấn đề của Bình Hải cũng sẽ không thông qua một hai khu khai phá mà chứng minh được. La Tuệ Ninh cười nói, ông trong lòng phủ định chuyện mà người khác an bài trước, phải chăng trong lòng đã có tính toán gì rồi? Văn Quốc Quyền nói, tôi muốn tới xem mấy công trình trọng điểm của Bình Hải, ví dụ như, cảng nước sâu Nam Thích. La Tuệ Ninh nói, Nam Thích, không phải là địa phương mà Trương Dương đang công tác ư. Văn Quốc Quyền gật đầu nói, không có bất kỳ liên quan gì tới nó cả, thời đại hiện giờ, mỗi cán bộ đều treo cải cách ở trên miệng, nhưng cải cách nên làm từ đâu, nên nắm bắt chừng mực như thế nào, toàn bộ đều là một vấn đề, bởi vì bọn họ không ai có kinh nghiệm. Làm sao có thể thúc đẩy phát triển cải cách, đối với mỗi người mà nói, đều là một quá trình lần mò. Chương 594, lãnh đạo thị sát. Sáng sớm hôm sau Diêm Quốc Đào liền nhận được điện thoại của Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Kiều Trấn Lương nói, Thủ tướng Văn muốn đi thị sát cảng nước sâu Nam Tích trước, anh cùng ông ta đi một chuyến nhé. Diêm Quốc Đào có chút ngạc nhiên nói, không phải đã nói là sẽ đi Lam Sơn sao? Kiều Trấn Lương nói, lãnh đạo đều có chút cá tính. Hôm nay đi Lam Sơn là nhật trình thị sát mà chúng ta an bài, ông ta có suy nghĩ của ông ta, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của lãnh đạo. Diêm Quốc Đào nói, tôi lập tức thông chi cho phía địa phương chuẩn bị một chút. Kiều Trấn Lương nói, 8 giờ rưỡi rời khỏi Đông Giang, từ Đông Giang đến Nam Tích ít nhất cũng phải 2 tiếng, hiện tại chuẩn bị cũng không còn kịp rồi, có gì mà phải chuẩn bị, nên có bộ dáng gì thì cứ để ông ta xem bộ dáng đó, làm ra những thứ giả dối làm gì. Có ý nghĩa gì? Diêm Quốc Đào nói, hay là cứ an bài một chút, để bọn họ còn chuẩn bị. Kiều Trấn Lương nói, anh cứ xem thế nào mà làm, đúng rồi, tỉnh trưởng Tống lần này sẽ đi cùng đó. Diêm Quốc Đào bỏ điện thoại xuống, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra nhật trình chế định trước đã bị Văn Quốc Quyền phủ định toàn bộ, ông ta tới Đông Giang trước tiên tới khu khai phá Đông Giang, trong nhật trình đã an bài trước cho ông ta vốn không có mục thị sát khu khai phá này. Ở hiện trường khu khai phá, trên yến hội hoan nghênh Văn Quốc Quyền lại nhằm vào hành vi xây dựng mù quáng của khu khai phá để phê bình. Điều này khiến bọn họ cho rằng, nội dung trọng điểm thị sát lần này của Văn Quốc Quyền sẽ đặt ở các nơi xây dựng khu khai phá. Không ngờ Văn Quốc Quyền đột nhiên đổi ý, ở Bình Hải nơi ông ta thật sự muốn thị sát là Nam Tích. Trước đó, ông ta không hề nhắc tới chuyện Nam Tích, cũng không có lộ ra ý đồ muốn đi Nam Tích thị sát. Diêm Quốc Đào dự cảm được lần thị sát này của Văn Quốc Quyền khẳng định sẽ có một số việc phát sinh.
Thái độ mà Kiều Trấn Lương biểu hiện ra tuy rằng rất sửng dưng, nhưng Diêm Quốc Đào vẫn phải làm ra một số chuẩn bị, kế hoạch thị sát của Văn Quốc Quyền thay đổi rất đột nhiên, nhưng điều này rất ít khi xảy ra trên người cán bộ cấp bậc loại này, chẳng lẽ thật sự như những gì mà ông ta đã nói, lần này tới Bình Hải là để tìm khuyết điểm. Diêm Quốc Đào lập tức liên hệ với đám quan viên Nam Tích, khi bí thư thị ủy Nam Tích Từ Quang Nhiên nghe nói tới tin tức này đang khảo sát Tĩnh Hải, lập tức tỏ vẻ mình tức khắc sẽ về Nam Tích chuẩn bị sẵn sàng. Từ Quang Nhiên phân biệt gọi điện thoại cho thị trưởng Hạ Bá Đạt, phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ phụ trách công trình cảng nước sâu, để bọn họ lập tức làm tốt chuẩn bị nghênh đón Thủ tướng Văn thị sát. Y dặn dò Hạ Bá Đạt, lập tức triệu tập công nhân bảo vệ môi trường toàn thành phố cần phải trước khi Thủ tướng Văn đến, quét dọn sạch sẽ đường phố, lưu lại một ấn tượng tốt cho các lãnh đạo quốc vụ viện. Khi Diêm Quốc Đào vội vàng gọi điện thoại để an bài chuẩn bị, Tống Hoài Minh đang cùng vợ chồng Văn Quốc Quyền ăn bữa sáng. La Tuệ Ninh cười nói, Ngọc Oánh vẫn còn nằm viện, anh không ở cùng cô ấy mà lại ở đây cùng chúng tôi ăn sáng, cô ta trong lòng khẳng định không vui đâu. Tống Hoài Minh cười nói, tôi trước khi tới đây đã đến bệnh viện mang bữa sáng cho cô ấy rồi, nhìn cô ấy ăn xong tôi mới tới đây. Văn Quốc Quyền cười ha ha nói, tôi đã nói Hoài Minh là một người chồng tốt mà. Tống Hoài Minh thở dài nói, tôi không xứng với ba chữ này đâu, công tác và gia đình sẽ luôn sinh ra một số mâu thuẫn, muốn làm tốt cả hai phương diện không dễ dàng đâu. Văn Quốc Quyền gật đầu đầy đồng cảm. La Tuệ Ninh nói, cho nên từ cổ trung hiếu không thể lưỡng toàn. Văn Quốc Quyền cười nói, lời này của bà cũng không đúng, giống như là đang vòng vèo mắng chúng tôi vậy. Tống Hoài Minh thầm nghĩ, chẳng phải là thế à? La Tuệ Ninh nói, tôi chỉ ví von thôi, không có ý mắng hai anh, người làm lãnh đạo như các anh, lòng nghi ngờ quá nặng. Ba người đều bật cười. Văn Quốc Quyền nói, tôi không dùng kế hoạch thị sát mà các anh đã định trước, liệu có mang tới phiền phức cho phía Bình Hải các anh không? Tống Hoài Minh nói, chúng tôi chỉ đề xuất kiến nghị, cuối cùng tới đâu, thị sát nơi nào, đương nhiên vẫn là lãnh đạo định đoạt, cảng nước sâu Nam Tích cũng là một trong những hạng mục xây dựng trọng điểm trong 5 năm tương lai của tỉnh chúng tôi, cũng khá là có tính đại biểu, Thủ tướng Văn tới xem cũng tốt, có điều phương diện khu khai phá lấy Lam Sơn là tốt nhất, nếu anh muốn xem thành quả cải cách mở cửa của Bình Hải chúng tôi thì tốt nhất hãy tới khu khai phá Lam Sơn. Văn Quốc Quyền nói, tới Nam Tích trước, rồi tới Lam Sơn sau, khoảng cách giữa hai tòa thành thị trắng phải là rất gần sao. Tống Hoài Minh gật đầu. La Tuệ Ninh nói, Nam Tích không phải là nơi Trương Dương công tác sao? Văn Quốc Quyền cười nói, đợi khi nhìn thấy đám lãnh đạo thành phố Nam Tích, bà có cần lại nói với bọn họ một tiếng rằng Trương Dương là con nuôi của bà không? La Tuệ Ninh trừng mắt lườm Văn Quốc Quyền một cái, bản thân cũng không nhịn được mà bật cười. Trương Dương nghe nói Văn Quốc Quyền tới thị sát Nam Tích, hắn lập tức gọi điện cho phó thị trưởng Cung Kỳ Vĩ, Cung Kỳ Vĩ vừa mới tham gia cuộc họp thị trưởng. Trong cuộc họp, thị trưởng Hạ Bá Đạt đã thông báo với mọi người rằng Văn Quốc Quyền sắp tới Nam Tích, bảo tất cả phó thị trưởng phải hành động, trong thời gian hữu hạn tận hết khả năng chuẩn bị công tác, tuy nói là lâm thời nước tới chân mới nhảy, nhưng nói sao cũng vẫn tốt hơn là không có chuẩn bị gì. Cảng nước sâu là trọng điểm thị sát của Văn Quốc Quyền. Cho nên Cung Kỳ Vĩ so với những người khác thì phải chịu áp lực lớn hơn một chút, Hạ Bá Đạt cũng đặc biệt nhấn mạnh với Cung Kỳ Vĩ, nhất định phải chuẩn bị công tác. Trăm ngàn lần đừng để Thủ tướng Văn phát hiện vấn đề, đừng để ông ta tìm thấy sai sót trong xây dựng cảng nước sâu. Cung Kỳ Vĩ cảm thấy có chút buồn cười, xây dựng cảng nước sâu đang tiến hành, không thể hoàn mỹ đến mức để lãnh đạo không tìm ra được sai sót nào. Thật ra để lãnh đạo nhìn thấy tình huống chân thật cũng không phải là chuyện xấu, nhưng cứ mỗi khi tới lúc như thế này, rất nhiều người đều sẽ khẩn trương, bọn họ vừa cân nhắc nên đi ca công tụng đức như thế nào, vừa cân nhắc phải che giấu vấn đề và khuyết điểm của bản thân. Cả ngày nói thực sự cầu thị, nhưng trong công tác thực tế có mấy ai có thể làm được thực sự cầu thị. Khi cuộc họp kết thúc, Cung Kỳ Vĩ rời khỏi hội trường trước, Trương Dương cũng gọi điện thoại tới, hắn là nhắc nhở Cung Kỳ Vĩ chuẩn bị sẵn sàng. Trương Dương chỉ xuất phát từ hảo tâm, thời gian Cung Kỳ Vĩ tiếp nhận công trình cảng nước sâu không dài, nhân phẩm và năng lực của y đều khiến Trương Dương bội phục, cho nên Trương Dương không muốn y xảy ra chuyện gì. Cung Kỳ Vĩ cười nói, tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cậu là không yên tâm đối với cảng nước sâu hay là không yên tâm đối với tôi? Trương Dương bị câu hỏi của Cung Kỳ Vĩ khiến cho bật cười, quả thực hắn là có chút không yên tâm, cảng nước sâu bởi vì vấn đề tài chính suýt nữa thì đình công, Cung Kỳ Vĩ sau khi tiếp nhận công trình, vấn đề tài chính vừa mới được hòa hoãn. Trương Dương không phải là không yên tâm đối với Cung Kỳ Vĩ, hắn là không yên tâm đối với cảng nước sâu.
Cung Kỳ Vĩ nói, cải cách của chúng ta đang trong giai đoạn phát triển, tồn tại vấn đề là hợp lý, không tồn tại vấn đề ngược lại thành kỳ lạ. Mỗi khi lãnh đạo tới thị sát, chúng ta đều treo tranh thư nhiệt liệt hoan nghênh, thật ra trong lòng như lâm đại địch, những hiện tượng này đều là rất không bình thường. Trương Dương bật cười ha ha, thị trưởng Cung, anh đừng lải nhải nữa, các nơi trong cả nước đều là như vậy, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu đã thẩm thấu đến mỗi một tầng lớp của xã hội rồi, ai bảo người Trung Quốc chúng ta ưa sĩ diện. Cung Kỳ Vĩ nói, Thủ tướng Văn khi nào thì tới. Trương Dương nói, nghe nói có thể đến trước 11 giờ, phong cách làm việc của Thủ tướng Văn rất lôi lệ phong hành, anh tốt nhất hãy chuẩn bị đi, nghĩ làm sao để trả lời câu hỏi của ông ta. Cung Kỳ Vĩ cười nói, biết rồi, y dừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ tới gần đây mọi người đang đồn đại chuyện Trương Dương là con nuôi của Văn Quốc Quyền, có lẽ thông qua tầng quan hệ này của Trương Dương có thể đem một số ý kiến của mình chuyển cho Phó Thủ tướng Văn. Cung Kỳ Vĩ nói, Trương Dương, nếu có cơ hội, có thể phản ánh một chút tình huống thực tế của cảng nước sâu với Thủ tướng Văn không? Tình huống gì? Cung Kỳ Vĩ nói, cảng nước sâu gặp phải khó khăn về tài chính tuy rằng đã được giảm bớt, nhưng vấn đề chân chính vẫn không được giải quyết từ trên căn bản. Chúng ta nếu quá nhiều ỷ lại tài chính từ bên ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ lại xuất hiện vấn đề, chỉ có liên hợp khai phá mới có thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Mới có thể tránh cho nội háo, tránh để tạo thành lãng phí và tổn thất không cần thiết cho quốc gia. Trương Dương trầm mặc một chút, hắn nói khẽ tôi sẽ tìm cơ hội nói với ông ta một tiếng. Cung Kỳ Vĩ gác điện thoại, mới ý thức được thị trưởng Hạ Bá Đạt đứng ở chỗ cách mình không xa, nhìn thấy y đã nói chuyện xong, Hạ Bá Đạt mới cười cười đi tới, đồng chí Kỳ Vĩ. Cung Kỳ Vĩ cười nói, thị trưởng Hạ, tìm tôi có chuyện gì phân phó ư? Hạ Bá Đạt vỗ vỗ vai Cung Kỳ Vĩ. Ngữ trọng tâm trường nói, Phó Thủ tướng Văn lần này đến Nam Tích là quyết định đột nhiên đưa ra, giết cho chúng ta trở tay không kịp. Công trình cảng nước sâu là trọng trung chi trọng của xây dựng thành thị Nam Tích chúng ta, cũng là trọng điểm thị sát của Phó Thủ tướng Văn, hiện tại thời gian cấp bách, chỉ có thể tận hết khả năng chuẩn bị công tác. Tận lực cam đoan không để xảy ra vấn đề. Cung Kỳ Vĩ nói, thật ra để lãnh đạo phát hiện một số vấn đề cũng không phải là chuyện xấu. Nói không chừng Phó Thủ tướng Văn biết được tài chính của chúng ta trước mắt đang lầm vào khốn cảnh, sẽ phê duyệt cho một khoản tài chính lớn, vấn đề của chúng ta toàn bộ đều được giải quyết. Hạ Bá Đạt vội vàng nói, đừng, trăm ngàn lần đừng, chính phủ thành phố Nam Tích chúng ta có năng lực giải quyết vấn đề tài chính của cảng nước sâu, không thể chia tay xin quốc gia, tăng thêm gánh nặng cho quốc gia được. Cung Kỳ Vĩ cười cười, y chỉ nói vậy thôi, từ vẻ mặt khẩn trương của Hạ Bá Đạt cho thấy, Hạ Bá Đạt là muốn chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, Cung Kỳ Vĩ thật sự không hiểu, cố bày ra cảnh Thái Bình giả tạo, che giấu tình huống thực tế thì có gì hay? Chẳng lẽ Nam Tích không phải là một bộ phận của Bình Hải ư? Chẳng lẽ Nam Tích không phải là một bộ phận của Trung Quốc ư? Để lãnh đạo của Quốc vụ viện biết tình huống thật sự của Nam Tích chính là mất mặt Nam Tích ư? Chính là phủ định thành tích chính trị của bản thân sao? Rốt cuộc là chính tích quan trọng, mặt mũi quan trọng, hay là lợi ích thiết thực của người dân Nam Tích quan trọng? Cung Kỳ Vĩ không muốn tiếp tục nói nữa, y nói khẽ thị trưởng Hạ, tôi lập tức trở về chuẩn bị. Trương Dương biết tin tức Văn Quốc Quyền muốn tới Nam Tích thị sát, quyết định lập tức trở về Nam Tích, công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao mà hắn chủ quản cũng rất quan trọng, trung tâm thể dục mới cũng công trình trọng điểm của Nam Tích. Lại là đường mà Văn Quốc Quyền tất phải đi qua khi tới Nam Tích, nói không chừng cha nuôi này đột nhiên hưng chí, cũng sẽ vào xem một mẫu ba phân đất của mình cũng không chừng. Trương Dương lâm thời tìm Tổng Giám đốc Nam Quốc Sơn Trang Nhậm Văn Bân mượn một chiếc xe, ăn sáng xong, 7 giờ rưỡi thì cùng Thường Hải Tâm lái xe trở về Nam Tích, hắn phải về trước khi Văn Quốc Quyền đến Nam Tích để chuẩn bị. Tuy rằng Trương Dương vẫn phản đối làm công phu ngoài mặt, nhưng công tác chuẩn bị tối thiểu tốt nhất vẫn phải làm, ví dụ như vấn đề vệ sinh, ít nhất cũng phải trình cho các lãnh đạo Quốc vụ viện một diện mạo sạch sẽ, bởi vì Trương Đại Quan Nhân phải không ngừng gọi điện thoại bố trí công tác. Cho nên Thường Hải Tâm chủ động gánh vác nhiệm vụ lái xe. Trương Dương gọi điện thoại thông chi cho Phó chủ nhiệm Thôi Quốc Trụ, bảo gã lập tức động viên toàn thể nhân viên công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao, trước tiên tăng ca quét dọn vệ sinh, cố gắng để hoàn cảnh trong ngoài của Ủy ban Thể dục Thể thao sạch sẽ như mới. Lại thông chi cho Tiêu Điều Mẫn, bảo cô ta làm tốt công tác vệ sinh công trường trung tâm thể dục mới, thông chi cho các đơn vị thi công, trong thời gian ngắn nhất phải làm sạch sẽ công trường. Đoạn đường đang thi công phải nhanh dọn dẹp sạch sẽ một chút. Buổi sáng hôm đó dừng thông hành tất cả các xe chuyên chở vật liệu, nhân viên thi công của công trường nhất định phải làm tốt công tác an toàn phòng hộ, nghiêm khắc dựa theo chương trình thi công mà làm việc. Trương Dương gọi điện thoại liên tiếp, chờ hắn dặn dò mọi người xong,
Thường Hải Tâm đã lái vào thị cảnh Nam Tích, Thường Hải Tâm hảo tâm nhắc nhở hắn, gần đây nghiên cứu khoa học cho thấy, sử dụng di động trong thời gian dài sẽ có bức xạ đối với não của con người. Trương Dương cười nói, vỏ não của tôi dày lắm, không sợ bức xạ. Thường Hải Tâm nói, đừng bỏ qua những vấn đề nhỏ này, châu Âu đã có người bởi vì sử dụng di động trong thời gian dài mà bị ung thư não, tôi là quan tâm anh nên mới nhắc nhở anh thôi. Trương Đại Quan Nhân thè lưỡi, khủng bố thế, nhưng di động cũng không thể không dùng. Thường Hải Tâm nói, dưới tiền đề có thể tốt nhất hãy sử dụng điện thoại cố định, nếu thật sự cần dùng di động thì cũng nói thật nhanh, thời gian càng ngắn thì bức xạ càng ít, còn nữa, khi vừa bắt máy là lúc bức xạ lớn nhất, anh đừng vội nói chuyện, đợi một lúc rồi hắn đặt lên tai. Trương Dương cười nói, con người nếu sống như vậy thì không phải là mệt chết à. Tôi sẽ này cố gắng chú ý là được, còn chưa nói hết câu, di động lại đổ chuông. Trương Đại Quan Nhân lần này quả nhiên nghe theo đề nghị của Thường Hải Tâm, cầm di động ra thật xa sau đó mới bắt máy, đợi đối phương alo liền mấy tiếng mới đặt di động lên tai. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, Thủ tướng Văn đến trung tâm thể dục mới thị sát chỉ là đánh cờ hiệu, sự nghiệp thể dục thể thao trên địa phương cho dù quan trọng, nhưng vẫn không thể nào quan trọng tới mức phải kinh động đến Phó Thủ tướng của Quốc vụ Việt. Ông ta sở dĩ tới, mục đích là để ủng hộ cho con nuôi của ông ta, ở ngay trước mặt mọi người khẳng định thành tích của Trương Dương. Lần này thì hay rồi, chẳng khác nào ở trước mặt công chúng tuyên bố, trung tâm thể dục mới chính là chính tích của Trương Dương. Con nuôi của ông ta làm rất khá, về sau vận hội tỉnh chỉ cần tổ chức thành công, tất cả chính tích đều là của Trương Dương, đừng ai hòng cướp đi được. Hơn nữa, Văn Quốc Quyền đã nói tới nước này thì an còn có gan mà đi cướp. La Tuệ Ninh nhìn chồng, trong lòng cảm thấy ấm áp, bà ta ở trước mặt các lãnh đạo Bình Hải cường điệu Trương Dương là con nuôi của bà ta là xuất phát từ tâm lý áy náy đối với Trương Dương. Trượng phu đối với cách làm của bà ta thủy chung không có đánh giá chính thức, nhưng hôm nay trượng phu đến trung tâm thể dục mới chẳng khác nào đáp ứng cách làm của bà ta. Trượng phu là đang thông qua phương thức này để chống lưng cho Trương Dương, ông ấy và mình khác nhau. Phương pháp làm việc không thể trực tiếp như vậy. Nhưng phương pháp của ông ấy xảo diệu hơn, thông qua khẳng định trung tâm thể dục mới để đạt tới mục đích khẳng định thành tích của Trương Dương. Trên một loại ý nghĩa nào đó cũng là một loại bồi thường đối với quá khứ. Trong lòng Trương Dương cũng rất ấm áp, bởi vì chuyện sân bay mới Giang Thành, một độ khiến quan hệ giữa hắn và Văn gia xa cách hơn không ít, nhưng lần này vợ chồng Văn Quốc Quyền tới Bình Hải, qua mấy chuyện đã uyển chuyển biểu lộ sự xin lỗi của bọn họ. Mình hà đức hà năng mà có thể được bọn họ coi trọng như vậy, chút khúc mắc trong lòng Trương Dương đã sớm tan thành mây khói. Từ Quang Nhiên cuối cùng đi tới bên cạnh Văn Quốc Quyền, y cười bồi, nói, chào Thủ tướng Văn, phía trước chính là sân thể dục chủ thể của trung tâm thể dục mới của chúng tôi. Văn Quốc Quyền tựa hồ như không nghe thấy lời nói của y, quay sang Trương Dương, nói Tiểu Trương, làm tốt lắm, đời này của các cậu sẽ trở thành sống lưng của nước Cộng hòa chúng ta, phải làm đến nơi đến chốn. Chớ kiêu ngạo chớ nóng vội, đừng bởi vì có được một chút thành tích mà dương dương tự đắc, phải luôn luôn đặt lợi ích thiết thân của người dân lên vị trí quan trọng nhất ở trong lòng. Trương Dương rất nghiêm túc gật đầu, Thủ tướng Văn, lời nói của ngài tôi đều ghi nhớ hết rồi. Tất cả ống kính đều nhắm vào Văn Quốc Quyền và Trương Dương, đa số cán bộ ở chung quanh đều mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Dương, thằng ôn này không biết kiếp trước tích được đức gì, có thể được Thủ tướng Văn coi trọng như vậy, vừa tới Nam Tích. Việc đầu tiên là khẳng định thành tích công tác của hắn, quang mang của thằng ôn này thậm chí còn che lấp tất cả đều lãnh đạo của thành phố Nam Tích. Bí thư thị ủy Nam Tích Từ Quang Nhiên xấu hổ đứng ở bên cạnh, y thực sự hối hận vì mình đã nói câu đó, càng hối hận vì mình lại cố chen tới đây, đừng thấy y là nhân vật số một của Nam Tích, nhưng trong mắt Phó Thủ tướng Văn người ta, y chẳng tính là gì cả, người ta còn lười chẳng buồn nói chuyện với mình. Từ Quang Nhiên bi ai, đồng thời cũng cảm giác có chút sợ hãi. Thằng ôn Trương Dương này ở trước mặt cha nuôi của hắn liệu có nói xấu gì mình không? Thời gian Văn Quốc Quyền ở lại trung tâm thể dục mới không đến nửa giờ, đúng như những gì mà mọi người nghĩ, mục đích ông ta tới đây chỉ là cho con trai nuôi Trương Dương một cơ hội đi lên, chính là để ở trước mặt nhiều quan viên Bình Hải như vậy khen ngợi Trương Dương một chút. Đừng coi thường chi tiết nhỏ này, đối với Văn Quốc Quyền mà nói thì là một việc hết sức đơn giản, nhưng hành động này của ông ta lại mang tới cho Trương Dương lợi ích vô cùng. Văn Quốc Quyền dừng chân ở đây, mục đích của ông ta đã đạt được rồi, hiển nhiên là không có ý tiếp tục khảo sát sâu hơn nữa, mỉm cười nói, thể dục thể thao của thành phố Nam Tích làm rất tốt, nhìn thấy nơi này, tôi đã không cần phải xem tiếp nữa, tôi tin vào năng lực công tác của cán bộ trẻ tuổi, hy vọng trong đảng của chúng ta sẽ xuất hiện càng lúc càng nhiều những cán bộ thanh niên có trách nhiệm có năng lực như Trương Dương.
Một câu của Phó Thủ tướng Văn đã rát vàng lên mặt Trương Dương, đánh giá như vậy có thể nói là không ao, ai cũng biết rằng chiêu này gọi là lấy việc công làm việc tư, nhưng chẳng ai dám nói ra nửa chữ, ở đây người có quyền lên tiếng tuyệt đối chỉ có Văn Quốc Quyền, ông ta nói gì thì là thế nấy. Tống Hoài Minh thầm thấy buồn cười, Văn Quốc Quyền đánh giá Trương Dương cũng quá cao rồi, cứ như vậy, đám lãnh đạo thành phố Nam Tích chỉ sợ phải đau đầu rồi, về sau ai còn dám chọc Trương Dương nữa. Văn Quốc Quyền tới cũng vội mà đi cũng vội, Trương Dương xuất lĩnh một đám cán bộ ủy ban thể dục thể thao tiến các lãnh đạo lên ô tô, khi lên xe, Tống Hoài Minh mới giới thiệu cho Từ Quang Nhiên giới thiệu cho Văn Quốc Quyền, Thủ tướng Văn, vị này là bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên của Nam Tích. Từ Quang Nhiên vẻ mặt tôn kính, nói chào Thủ tướng Văn. Văn Quốc Quyền mỉm cười, gật đầu nói, đồng chí Quang Nhiên, anh rất khẩn trương à, sao đầu đầy mồ hôi thế kia? Từ Quang Nhiên lúc này mới ý thức được đầu mình đầy là mồ hôi, y bình thường rất giỏi ăn nói, nhưng ở trước mặt lãnh đạo đột nhiên trở nên ngọng nghịu, y cứng ngắc nói trời nóng quá. Nói xong bản thân mình cũng cảm thấy lý do này thật sự quá gượng ép, thời tiết tháng 12 làm sao mà nóng cho nổi. Văn Quốc Quyền cười nói, đừng khẩn trương, tôi chỉ là tới khảo sát công tác của các vị một chút, thả lỏng tâm thái đi, phải có lòng tin đối với năng lực lãnh đạo của mình. Mọi người ở chung quanh đều bật cười. Từ Quang Nhiên vừa lau mồ hôi vừa nói, vâng, vâng. Nhìn ô tô của các lãnh đạo rời đi, đám người đưa tiến cùng phát ra tiếng hoan hô, đám cán bộ của Ủy ban Thể dục Thể thao còn kích động hơn, tuy rằng người được khen ngợi là Trương Dương, nhưng mỗi người của Ủy ban Thể dục Thể thao bọn họ đều được chia sẻ phần vinh dự này, điều này có nghĩa là địa vị của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích sau khi Trương Dương tới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ về sau ở Nam Tích sẽ có sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Tang Kim Đường cũng ở trong đám người đang hoan hô, Trương Dương nhìn Tang Kim Đường, bỗng nhiên nhớ tới chuyện thằng ôn này đút lót chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Huệ Kính Dân, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, thật ra Tang Kim Đường cũng có chút năng lực, đáng tiếc vấn đề của gã theo sự xa lưới của Huệ Kính Dân mà hiện ra, thuộc loại cán bộ bị Huệ Kính Dân liên lụy, chắc là ngày tháng của gã ở Ủy ban Thể dục Thể thao cũng đến kỳ cuối rồi, Trương Dương không hề nhắc nhở Tang Kim Đường. Chuyện này không thuộc phạm trù quản hạt của hắn, chuyện của Huệ Kính Dân liên lụy tới không ít người, ánh mắt của Trương Dương lướt qua sân thể dục chủ ở phía sau, Từ Quang Lợi vì chuyện công trình đã nhiều lần tặng lễ cho Huệ Kính Dân, Ủy ban kỷ luật tỉnh sau khi truy cứu xuống, thế tất sẽ dấy lên một hồi sóng to gió lớn, trước khi phong ba nổi lên, hắn cần phải chuẩn bị tốt công tác, bảo đảm xây dựng trung tâm thể dục mới sẽ không bị ảnh hưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đoàn xe của các lãnh đạo đi chưa được bao lâu thì Trương Dương nhận được điện thoại của Lý Vĩ, lại là La Tuệ Ninh cảm giác thân thể có chút không khỏe, tới nhà khách chính phủ thành phố Nam Tích nghỉ ngơi, Lý Vĩ lo lắng sức khỏe của bà ta có vấn đề, cho nên mời Trương Dương tới một chuyến. Trương Dương lập tức chạy tới nhà khách phủ thành phố. La Tuệ Ninh đang ngồi ở trên ban công của tòa nhà hứng nắng, trên bàn ở bên cạnh đặt một bình trà chanh, nhìn thấy Trương Dương tới, bà ta cười cười, nói, Lý Vĩ bảo con đến à? Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ thấy chỗ nào không khỏe. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, không có gì không khỏe cả, chỉ cảm thấy có chút bứt rứt. Trương Dương ý bảo bà ta để tay lên mặt bàn để mình giúp bắt mạch, phát hiện mạch của La Tuệ Ninh cũng không có gì dị thường, lúc này mới yên lòng, Trương Dương mỉm cười nói, mẹ nuôi, mẹ có phải có tâm sự hay không? Mắt La Tuệ Ninh bỗng nhiên đỏ lên, bà ta cầm tay Trương Dương, nói, Trương Dương, con có thể giúp mẹ khuyên Hạo Nam. Bảo nó đừng tới Tân Cương nữa không, mẹ lớn tuổi rồi, con gái thì lại như thế, hiện tại con trai lại muốn rời xa mẹ, trong lòng mẹ thật sự là khó chịu lắm. Trương Dương nhìn bộ dạng của La Tuệ Ninh, trong lòng cũng cảm thấy buồn bã, chuyện của Văn Linh tuy rằng là cô ta gieo gió gặt bão, nhưng trên một ý nghĩa nào đó cũng có chút liên quan tới hắn, La Tuệ Ninh không hề bởi vì chuyện này mà hận hắn, đối với hắn vẫn quan ái như xưa, mặc dù khi sự kiện sân bay mới Giang Thành phát sinh. Quan hệ giữa bọn họ một lần nữa nảy sinh ngăn cách, nhưng thông qua biểu hiện lần này của bọn họ ở Bình Hải, tầng ngăn cách đó sớm đã sụp đổ, Trương Dương rất đồng tình với cảnh ngộ của mẹ nuôi. Nhưng hắn cũng có chút bất lực, hắn hiểu khá rõ Văn Hạo Nam, chuyện mà gã đã quyết định rất khó thay đổi. Từ tình huống trước mắt cho thấy, Văn Quốc Quyền tỏ vẻ đồng ý với lựa chọn của con trai. Trương Dương nói, mẹ nuôi, thật ra Hạo Nam tới Tân Cương chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Ở Kinh Thành mặc dù có cha mẹ giúp, hưng thanh danh của cha mẹ đối với anh ấy cũng là một loại áp lực. Con cho mẹ một ví dụ nhé, con gái của bí thư thị ủy Lam Sơn Thường Hải Tâm,
trước đây ở chính phủ thành phố Lam Sơn làm thư ký, theo lý thuyết thì là rất tốt, nhưng cô ta lại thấy không được như ý, cảm thấy người khác khi nhìn thấy cô ta luôn mang theo thành kiến, trước giờ đều đối đãi với cô ta như con gái của bí thư Thường, chứ không coi cô ta là Thường Hải Tâm. Cô ta vốn muốn tới thư viện làm để không gặp phải người ngoài, sau lại quyết định điều đến chỗ con công tác, từ lúc tới chỗ con, tính cách lập tức trở nên vui vẻ hoạt bát hơn. Hiện tại lưu hành một câu, gọi là tìm lại chính mình, con thấy anh ấy là muốn tìm lại chính mình, Hạo Nam tới Tân Cương cũng vốn là để tìm lại bản thân mình, mẹ nên cho anh ấy cơ hội, để anh ấy chịu chút mưa gió, chịu một chút chèn ép, đến cái lò biên cương rèn luyện một thời gian, cái này gọi là mạ vàng, mẹ cũng không thể nào lo cho anh ấy cả đời được. La Tuệ Ninh không nhịn được, bật cười, con đó, lời nào tới miệng con rồi cũng thành tốt cả, mẹ vốn muốn bảo con đứng ở bên mẹ, nhưng con tới nơi, ngược lại không giúp mẹ mà còn đứng ở phía nó. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, con phát hiện mẹ đối với con ngược lại khoan dung hơn nhiều, thật ra Hạo Nam so với con thì xuất sắc hơn nhiều, mẹ đối với anh ấy cũng nên phóng tay một chút. La Tuệ Ninh nói, tính của con và nó khác nhau, con có gì cũng sẽ trực tiếp nói với mẹ, nhưng Hạo Nam thì luôn tích giữ ở trong lòng, có lẽ con nói đúng, mẹ nên phóng tay với nó. Trương Dương nói, mẹ nuôi, mẹ hiện tại sinh ra tình tự mất mát cũng là điều khó tránh khỏi, cha nuôi của con bệnh bịu việc quốc gia đại sự, khẳng định rất khó chiếu cố chuyện của gia đình, bình thường thời gian nói chuyện với mẹ tất nhiên là ít, chị Linh lại như vậy, tính cách của anh Hạo Nam thì hướng nội, cho nên mẹ sinh ra cảm giác cô độc, Hạo Nam hiện tại tới biên cương càng làm cho cảm giác này của mẹ tăng lên. Con thấy mẹ nên chú ý tới những chuyện khác nhiều hơn, tham gia một số hoạt động xã hội, làm sự nghiệp từ thiện, chỉ cần mỗi ngày đều có chuyện làm, sự chú ý của mẹ sẽ bị di rời, cũng sẽ không cảm thấy mất mát nữa, mẹ thấy con nói có đúng không? La Tuệ Ninh gật đầu, con nhắc mẹ mới nhớ, sau khi bàn đấu giá di tác của Thiên Chỉ Tiên Sinh sẽ thành lập một quỹ khuyến học, mẹ về sau có thể chú ý chuyện của phương diện này nhiều hơn. Trương Dương nói, lần này về có chuẩn bị tới thăm Tu Văn không? La Tuệ Ninh nói, vốn cũng muốn đi, nhưng mấy ngày nay tâm tình không tốt, ngẫm lại thấy hay là thôi đi, để tránh quấy rối sự yên tĩnh của bà ấy. Trương Dương cười nói, cổ bảo Thanh Dương rất đẹp, hay là mẹ tới tham quan một chút. La Tuệ Ninh nhớ tới chuyện lần trước Trương Dương cùng bà ta về Tu Văn, ở cổ bảo Thanh Dương gặp đội ngũ đưa ma, không khỏi thở dài nói, hiện tại rất nhiều quan viên thật sự phải kiểm điểm lại hành vi của mình. Trương Dương nói, cha nuôi chuẩn bị ở Nam Tích thị sát mấy ngày. La Tuệ Ninh nói, hôm nay ở Nam Tích, buổi sáng ngày mai tới Lam Sơn, ngày kia đi thị sát Bắc Bộ Bình Hải, Giang Thành cũng là một trong những nơi muốn đi. Bà ta lắc đầu, lần này mẹ không nên đi cùng, chẳng giúp được chuyện gì cả. Thật ra mục đích chủ yếu lần này La Tuệ Ninh đi theo là để thăm đứa con nuôi này của bà ta, từ sau Trường Phong ba sân bay mới Giang Thành, hai mẹ con bọn họ vẫn là lần đầu gặp lại, chỉ từ điểm này mà nói, mục đích lần này đã đạt được rồi, hiểm lầm giữa bọn họ cũng đã nói rõ rồi. Trương Dương nói, có thể giúp con được một việc rất lớn mà. La Tuệ Ninh cười nói, mẹ chẳng giúp gì con cả, con có thể có được thành tích ngày hôm nay tất cả đều là dựa vào sự cố gắng của chính bản thân con, mà mẹ nói con là con nuôi của mẹ cũng là sự thật thôi. Trương Dương nói, mẹ nuôi, thật ra con có một số chuyện muốn nói với cha. La Tuệ Ninh nói, hai ngày nay ông ấy bận lắm, con cũng không có cơ hội nói chuyện riêng với ông ấy đâu, có kiến nghị gì thì con nói với mẹ cũng được. Trương Dương nói, tài chính của thành phố Nam Tích rất khẩn trương, trước đó vài ngày bởi vì vấn đề tài chính, công trình cảng nước sâu thiếu chút nữa gặp đình công toàn diện. La Tuệ Ninh nói, con là muốn giúp thành phố Nam Tích xin tài chính của quốc gia ư. Trương Dương lắc đầu nói, thật ra có một số vấn đề có thể giải quyết, lúc ban đầu, Nam Tích và Lam Sơn đều cạnh tranh hạng mục cảng nước sâu, cuối cùng Nam Tích giành được thắng lợi, cảng nước sâu xác định do Nam Tích xây dựng, phương diện đầu nhập tài chính chủ yếu có hai nhà đầu tư. Một nhà là tập đoàn Tinh Nguyệt của Singapore, còn có một nhà chính là chú Hà. Trương Dương chậm rãi kể lại, nói tất cả một lượt về cảng nước sâu, từ ban đầu chủ Hoài Kiến lập đến về sau đầu tư xuất hiện vấn đề, hắn vốn là không muốn nhắc tới chuyện cảng nước sâu, nhưng Cung Kỳ Vĩ đã tìm tới hắn, muốn thông qua hắn nói lại quan điểm của y với Văn Quốc Quyền. Trương Dương cho rằng suy nghĩ của Cung Kỳ Vĩ là chính xác, trong chuyện cảng nước sâu, nếu Nam Tích và Lam Sơn có thể hợp tác, không nghi ngờ gì nữa sẽ giảm bớt sự mạo hiểm của công trình cảng nước sâu, không chỉ liên quan tới lợi ích của Nam Tích, mà về sau cũng sẽ liên quan đến lợi ích của các thành thị xung quanh, hợp tác khai phá mới là hành vi thật sự phù hợp với lợi ích của Bình Hải. Chương 595, Bình dị gần gũi.
Lần này Từ Quang Nhiên cuối cùng cũng tính là tìm được cơ hội, y đi bên cạnh Văn Quốc Quyền, giới thiệu tình huống cảng nước sâu với ông ta, phó thị trưởng phân quản công trình cảng nước sâu Cung Kỳ Vĩ ngược lại không có cơ hội lên tiếng, y đi theo phía sau đội ngũ thị sát, đi cùng với bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi. Phải nói rằng Từ Quang Nhiên đối với công trình cảng nước sâu vẫn nắm rất rõ, mấy vấn đề mà Văn Quốc Quyền hỏi y đều trả lời rất viên mãn, Văn Quốc Quyền cũng tỏ vẻ hài lòng, khi thị sát tiến hành đến cuối cùng, Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, đồng chí Quang Nhiên còn có khó khăn gì? Từ Quang Nhiên nói, xây dựng một cảng nước sâu quy mô lớn như vậy là lần đầu tiên trong lịch sử Nam Tích, cũng lần đầu tiên trong lịch sử Bình Hải, khó khăn là không thể tránh được, nhưng tôi có lòng tin, toàn thể cán bộ thành phố Nam Tích chúng tôi đều có lòng tin. Chúng tôi có thể vượt qua bất kỳ khó khăn nào, trong thời gian quy định sẽ xây dựng xong cảng nước sâu Nam Tích, để nó mang lại cống hiến cực lớn cho kinh tế Bình Hải, và kinh tế của cả quốc gia. Văn Quốc Quyền đương nhiên có thể nghe ra những lời nói biểu hiện quyết tâm của Từ Quang Nhiên đều là sáo rỗng, nhưng có thể nói là rất khá, không có chỗ nào để chỉ trích, Văn Quốc Quyền gật đầu nói, tốt lắm. So với những từ đã khen ngợi Trương Dương, những lời khen ngợi đối với Từ Quang Nhiên thì tiết kiệm hơn nhiều. Bí thư Ủy ban Kỷ luật thành phố Nam Tích Lý Bồi Nguyên liếc Cung Kỳ Vĩ một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần đồng tình, chuyện đều là y làm, nhưng phong đầu lại bị Từ Quang Nhiên chiếm hết. Còn nữa, những lời này của Từ Quang Nhiên nói rất không đủ tiêu chuẩn, có thể khắc phục bất kỳ khó khăn nào ư, y chẳng lẽ đã quên, không lâu trước vấn đề tài chính đã khiến toàn bộ cảng nước sâu thiếu chút nữa phải đình công, Phó Thủ tướng Văn cũng hỏi có khó khăn hay không, người ta là muốn giúp một chút, cơ hội tốt như vậy. Từ Quang Nhiên anh không ngờ lại không cần, chẳng lẽ mặt mũi thật sự quan trọng như vậy ư? Tống Hoài Minh đối với tình huống của cảng nước sâu Nam Tích cũng có chút hiểu biết, mấy vị lãnh đạo thành phố Nam Tích trước đó vài ngày bởi vì chuyện tài chính mà hai ngày ba lượt chạy tới tỉnh Lý, hy vọng có thể tỉnh Lý ủng hộ cho một chút tài chính, nhưng chỉ chớp mắt bọn họ lại biến thành bất kỳ khó khăn nào cũng có thể khắc phục. Trong lòng Tống Hoài Minh cười thầm, về sau nếu lại đến tỉnh Lý khóc than, trước tiên là phải rút lại những lời này đã. Cung Kỳ Vĩ rất muốn nói vài câu, nhưng trường hợp này cũng không thích hợp để y lên tiếng, nếu y nói ra ý nghĩ trong lòng, chính là công khai chống đối với Từ Quang Nhiên, về sau công tác sẽ trở nên càng thêm khó khai triển, ở trong mắt không ít người, sẽ bị cho rằng là người thích làm náo động, là người muốn dẫm lên vai lãnh đạo để đi lên. Từ Quang Nhiên liếc Cung Kỳ Vĩ một cái, người mà y không yên tâm nhất chính là Cung Kỳ Vĩ, sợ Cung Kỳ Vĩ sẽ ăn nói lung tung, có điều hôm nay cho tới lúc này. Biểu hiện của Cung Kỳ Vĩ coi như là an phận, Từ Quang Nhiên dần dần cũng yên lòng, Cung Kỳ Vĩ vẫn có chút đại cục quan, biết suy hộ vinh dự của toàn bộ ban lãnh đạo thành phố Nam Tích. Y rất đúng lúc nói với Văn Quốc Quyền, Thủ tướng Văn, sau khi ngài tới Nam Tích liền không ngừng khảo sát tại hiện trường, vẫn chưa nghỉ ngơi, giờ cũng nên ăn trưa rồi. Văn Quốc Quyền mỉm cười nói, đúng là nên ăn trưa rồi. Từ Quang Nhiên nói, Thủ tướng Văn, chúng ta về nhà khách thành phố ăn cơm đi. Văn Quốc Quyền lại lắc đầu nói, ăn luôn ở đây đi, phía đó là căn tin của công trường phải không? Ông ta chỉ vào căn tin của công trường, cất bước về phía trước. Từ Quang Nhiên nhìn thấy ông ta thật sự muốn tới căn tin, nhất thời hoảng hốt, vội vàng chạy lên trước, nói Thủ tướng Văn, bên kia là căn tin của công nhân. Văn Quốc Quyền cười nói, căn tin của công nhân thì sao? Chính phủ chúng ta vốn chính là phục vụ cho công nhân, nông dân và ngàn vạn người dân. Bọn họ có thể ăn, chúng ta chẳng lẽ lại không ăn được. Trong mắt đa số người hành vi hiện tại của Văn Quốc Quyền là đang ra vẻ, cũng là một loại ra vẻ chính trị thông thường, thân là phó thủ tướng của Quốc vụ Viện, ông ta thâm nhập tuyến đầu, nguyện ý cùng nhau ăn cơm với công nhân, đây là sự bình dị gần gũi cỡ nào chứ? Từ Quang Nhiên không tiện nói nữa, y đánh mắt ra hiệu, phó thị trưởng Vương Hải Ba vội vã chạy tới, Tống Hoài Minh nhìn ra Từ Quang Nhiên rõ ràng chuẩn bị thiếu sót, chi tiết nhỏ như vậy nên sớm nghĩ tới rồi. Lãnh đạo xâm nhập cơ sở, hòa mình với người dân. Cùng nhau ăn cơm, chuyện như vậy trên tin tức chiếu rất nhiều rồi, có thể là hôm nay Văn Quốc Quyền đến Nam Tích quá mức đột nhiên, cho nên khiến cho đám cán bộ thành phố Nam Tích có chút trở tay không kịp, bọn họ chuẩn bị cũng rất không đầy đủ. Văn Quốc Quyền cười thầm, ông ta ở công trường ăn cơm cũng không phải là nổi hứng nhát thời, ông ta tới Nam Tích vào lúc hơn 10 giờ, ở công trường trung tâm thể dục mới nửa giờ, tới công trường cảng nước sâu lại thị sát cả nửa ngày như vậy. Đã là hơn 12 giờ trưa rồi, tới giờ ăn trưa rồi, Từ Quang Nhiên chẳng lẽ không đoán được mình sẽ lựa chọn ăn cơm ở công trường. Hiện tại đúng giờ các công nhân ăn cơm, các lãnh đạo tới lập tức đả loạn trật tự cuộc sống bình thường của công nhân, căn tin của công trường có cơm tập thể, có cơm suất, bọn họ bình thường đã bao giờ tiếp đãi lãnh đạo to như vậy đâu,
người phụ trách căn tin công trường nghe nói phó thủ tướng quốc vụ viện tới, sợ tới mức chân tay luống cuống, đây không phải là vì vinh dự gì cả, mà là phó thủ tướng của quốc vụ viện nếu ăn không hài lòng, hắn chẳng phải là sẽ gặp xui ư. Phó thị trưởng Vương Hải Ba nhìn ra hắn rất khẩn trương, mỉm cười nói, anh đừng sợ, chỉ cần để các lãnh đạo ăn no là được rồi. Người phụ trách căn tin run run nói, tôi vừa mua 100 bộ đồ ăn inox, tôi lập tức sẽ sai người rửa sạch sẽ để các lãnh đạo dùng. Mua đồ ăn thì không còn kịp nữa rồi. Ăn gì bây giờ? Vương Hải Ba chỉ vào thực đơn hôm nay trên bàn, nói cơm công tác 4 món ăn 1 món canh. Người phụ trách căn tin nói, lãnh đạo tới chẳng lẽ cũng ăn như vậy à? Vương Hải Ba nói, anh không có đồ ăn khác nữa à? Lúc này Cung Kỳ Vĩ cũng chạy tới, công trường cảng nước sâu là y được phân quản, các lãnh đạo muốn ăn cơm ở đây, y đương nhiên phải an bài, khi Cung Kỳ Vĩ tới. Đang nghe thấy Vương Hải Ba và người phụ trách căn tin thương lượng thực đơn, Cung Kỳ Vĩ nói, lão đồng, chủ yếu là đảm bảo vệ sinh, để lãnh đạo ăn no là được, chuyện khác không cần phải quan tâm, cơm tập thể đều là như nhau, mỗi người 2 món mặn 2 món rau, thêm canh trứng cà chua nữa, kèm cơm và bánh bao, mau đi chuẩn bị đi. Vương Hải Ba đi tới bên cạnh Cung Kỳ Vĩ, nói, Kỳ Vĩ, anh thấy có cần thêm thức ăn không? Cung Kỳ Vĩ lắc đầu nói, lãnh đạo lựa chọn ăn cơm ở công trường cũng không phải là chạy tới đây đòi ăn ngon, hiểu không? Vương Hải Ba đương nhiên hiểu, ăn cơm chỉ là một hình thức, Phó Thủ tướng Văn ở công trường ăn cơm cùng công nhân, đây cũng là một loại biểu hiện thân với dân, loại chuyện này thật ra bọn họ đều trải qua rồi. Vương Hải Ba trước đây từng phân quản nông nghiệp, lúc ấy xuống nông thôn cũng vào trong nhà dân ăn cơm, đồ ăn của dân quê thì làm sao mà ngon được, mấu chốt là ở hoàn cảnh chứ không phải là ở bản thân thức ăn. Dựa theo ý tứ của Vương Hải Ba, nên bảo công nhân rời khỏi căn tin, nhưng Cung Kỳ Vĩ ngăn gã lại, hiện tại bảo công nhân bưng cơm đi khỏi, Phó Thủ tướng Văn nhìn thấy không biết sẽ có suy nghĩ gì. Văn Quốc Quyền dưới sự vây quanh của mọi người đi vào căn tin của công nhân, các công nhân sâu dựng nhìn thấy trận thế lớn như vậy, cả đám dừng ăn cơm, đều nhìn ra cửa. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên dùng ngữ khí vô cùng kích động nói, các vị công nhân sư phó, Thủ tướng Văn tôn kính của chúng ta đến thăm mọi người đây. Các công nhân cũng cảm thấy quá đột nhiên, bình thường đám công nhân xây dựng này đừng nói là thủ tướng quốc gia, cho dù là thị trưởng cũng khó có thể gặp được một lần, lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Văn Quốc Quyền, chẳng ai buồn để ý đến ăn cơm nữa. Văn Quốc Quyền cười nói, mọi người vất vả rồi, tôi tới không đúng lúc, quấy rầy mọi người ăn cơm, có điều nơi này là căn tin, các vị phải ăn cơm, tôi cũng phải ăn cơm, chúng ta cùng nhau ăn một bữa được không? Mọi người có hoan nghênh không? Các công nhân vừa nghe nói Phó Thủ tướng cùng ăn cơm với mọi người, cùng nhau vỗ tay nói, hoan nghênh. Hoan nghênh là hoan nghênh, nhưng các công nhân rõ ràng câu nệ hơn nhiều, có một số công nhân vội vàng ăn nốt cơm rồi đi trước, Vương Hải Ba và Cung Kỳ Vĩ thương lượng một chút, bảo căn tin cho mỗi công nhân thêm một cái chân gà. Các công nhân từ cái chân gà nhìn ra lợi ích khi Phó Thủ tướng Văn đến thị sát, bọn họ cảm thấy tò mò, Phó Thủ tướng Văn là cán bộ to như vậy không ngờ lại cùng ăn cơm với bọn họ. Văn Quốc Quyền bưng suất cơm, tới ngồi xuống đối diện một công nhân trẻ tuổi, tuổi tác của chàng trai đó không lớn, thoạt nhìn chỉ mới 17-18 tuổi, nhìn thấy Thủ tướng Văn ngồi đối diện mình. Chàng trai ôn này cúi đầu thật thấp, ngay cả đồ ăn cũng không dám ăn, liên tục cắn bánh bao. Văn Quốc Quyền bật cười, chàng trai, đừng ăn nhanh quá, cẩn thận nghẹn đó. Chàng trai đó quả nhiên bị nghẹn, mặt đỏ bừng, phải uống một ngụm lớn canh trứng chim mới bình thường lại được, gã muốn đi nhưng lại không dám. Văn Quốc Quyền hòa ái nói, chàng trai, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 17. Học xong trung học chưa? Chàng trai lắc đầu chưa, cha bảo tôi vô dụng, cố nhân lúc còn trẻ kiếm chút tiền. Văn Quốc Quyền nói, kiếm tiền để làm gì? Kiếm tiền để mua nhà, để cưới vợ. Chàng trai nói xong, tất cả mọi người ở chung quanh đều bật cười, mặt gã càng đỏ hơn. Văn Quốc Quyền nói, còn trẻ như vậy, có cơ hội thì nên học hành cho tốt. Cha của chàng trai này là một trung niên thật thà, nhìn thấy con trai bị hỏi, sợ con trai nói sai gì đó, bước tới nói, Tiểu Long, ăn no rồi thì mau đi làm việc đi. Văn Quốc Quyền cười nói, vị sư phụ này đừng nóng vội, chàng trai này còn chưa ăn cơm chiều mà, vả lại ông để cậu ấy ăn no mà đi làm ngay thì không tốt đối với sức khỏe đâu. Trung niên nhân cười bồi nói, Thủ tướng Văn, con tôi năm nay mới theo tôi đi làm công, là đứa nhỏ nhà quê chưa trải đời. Văn Quốc Quyền nói, xây dựng thành thị không thể thiếu những nông dân công các vị được, lão sư phụ, các vị có gì khó khăn không? Đừng sợ, cứ nói ra đi,
nơi này có nhiều lãnh đạo như vậy, chúng tôi tới đây vì để tìm hiểu tình huống, tìm hiểu khó khăn thực tế của các vị, cứ nói ra đi, chúng tôi có thể giúp đỡ giải quyết. Trung niên đó lắc đầu, rất tốt, không có khó khăn gì cả. Chàng trai đó cắn môi, tựa hồ có lời muốn nói, điểm này không qua được mắt Văn Quốc Quyền. Văn Quốc Quyền mỉm cười cổ vũ gã nói, có chuyện gì thì cứ nói, không phải lo lắng gì cả. Chàng trai đó nói, sắp đến năm mới rồi, nhưng tiền lương tháng trước vẫn chưa được phát. Từ Quang Nhiên nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức thay đổi, y rất sợ xảy ra chuyện không may, nhưng sợ cái gì thì cái đó đến, cuối cùng vẫn gặp vấn đề. Cha của chàng trai đó sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, ông ta trách mắng, Tiểu Long, con nói bậy gì đó. Sau đó cười cười bảo Văn Quốc Quyền, trẻ con không hiểu chuyện, thủ tướng, nó không hiểu chuyện. Văn Quốc Quyền quay sang nói với Từ Quang Nhiên, thế là sao? Từ Quang Nhiên thật sự không biết vì sao lại vậy, vấn đề nhỏ như thế này y chưa bao giờ hỏi đến, y nhìn sang Cung Kỳ Vĩ, xảy ra vấn đề trước tiên phải tìm nhà dưới, hiện tại là Cung Kỳ Vĩ phụ trách công trình cảng nước sâu, loại chuyện này không tìm y thì còn tìm ai? Cung Kỳ Vĩ đi tới nói, Thủ tướng Văn, tình huống là như thế này. Giai đoạn trước cảng nước sâu trên tài chính xảy ra một số vấn đề, dưới sự dẫn dắt của Bí Thư Từ, vấn đề vừa mới được giải quyết, hiện tại đang từng bước giải quyết một số vấn đề tồn đọng, tiền lương của công nhân đã được bổ sung từng lượt, trước Tết Nguyên đán, tất cả tiền lương còn thiếu công nhân sẽ có thể phát hết toàn bộ. Cung Kỳ Vĩ giải thích hợp tình hợp lý, vẻ mặt đang nghiêm lại của Văn Quốc Quyền cũng giãn ra, ông ta trầm giọng nói, có khổ thế nào thì cũng không được làm khổ công nhân, tiền lương của dân công không thể thiếu được. Bọn họ ra ngoài làm ăn đã không dễ dàng gì, nhất định phải để bọn họ nhận đủ thù lao, đồng thời khi ký hợp đồng lao động, thì cũng phải xây dựng lòng tin, bọn họ không ngại gian khổ lao động, phía ký hợp đồng cũng phải có trách nhiệm, có nghĩa phụ trả thù lao tương ứng cho họ, nợ lương chính là một loại vi phạm hợp đồng. Chuyện này phải lập tức giải quyết, trước Tết Nguyên đán gì chứ? Bổ sung tiền lương cần thời gian dài như vậy ư? Hiệu suất công tác của các anh thấp như vậy ư? Một tuần. Trong một tuần phải giải quyết vấn đề khất nợ tiền lương dân công. Từ Quang Nhiên toát mồ hôi, Cung Kỳ Vĩ toát mồ hôi, thời gian y tiếp nhận công trình cảng nước sâu không dài, trên tài chính cũng vừa mới được hòa hoãn, trọng điểm trước mắt đều đặt ở làm thế nào triển khai toàn diện công trình. Thật ra vấn đề tiền lương của dân công không liên quan nhiều tới y, cụ thể là liên quan tới phía nhận thầu. Lúc trước trên hội nghị Cung Kỳ Vĩ đã cường điệu, thương nhân xây dựng không được khất nợ tiền lương dân công. Bởi vì chuyện thiếu lương này đã làm ra rất nhiều phong ba. Cung Kỳ Vĩ cho bọn họ một kỳ hạn, yêu cầu bọn họ trước Tết Nguyên đán phải giải quyết toàn bộ vấn đề nợ lương. Nhưng không ngờ Văn Quốc Quyền lại tới vào lúc này, hơn nữa lập tức phát hiện ra vấn đề. Từ Quang Nhiên lập tức cam đoan, Thủ tướng Văn yên tâm, chuyện này tôi lập tức sẽ tự mình xử lý, không cần một tuần, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ giải quyết vấn đề nợ tiền lương dân công. Văn Quốc Quyền nói, sớm nên làm như vậy rồi. Chúng ta cả ngày nói phải chú ý dân sinh, cái gì gọi là dân sinh? Những công nhân bên cạnh này, những người dân này, trạng thái cuộc sống và đời sống cơ bản của bọn họ chính là chuyện chúng ta phải chú ý. Ở đây tôi cũng không muốn nói đạo lý gì lớn lao, hy vọng cán bộ chúng ta có thể đi đến bên cạnh người dân, đi vào trong bọn họ nhiều hơn, nghe thử xem bọn họ nói gì, tìm hiểu xem bọn họ nghĩ gì. Hành động của Văn Quốc Quyền cảm hóa mỗi một công nhân ở đây. Nhìn thấy chàng trai đó đề xuất vấn đề khất nợ tiền lương và được giải quyết, các công nhân khác rất ủng hộ, lại có người đi lên phản ánh vấn đề của dân công nữ, có người phản ánh vấn đề dân công ở trong thành thị bị kỳ thị, thậm chí ngay cả vấn đề khó mua vé xe cũng nói ra. Văn Quốc Quyền lắng nghe rất nghiêm túc, bữa ăn này ăn mất hơn một tiếng, Tống Hoài Minh ở bên cạnh tính toán sơ lược một chút, chỉ vấn đề được đề ra đã có hơn 20 cái, thật ra vấn đề mà những dân công này phản ánh không chỉ tồn tại ở Nam Tích. Mà còn tồn tại ở mỗi một bộ phận trong nước, xã hội phát triển mang đến sự phồn vinh, đồng thời cũng mang đến không ít tệ đoan, sinh ra rất nhiều mâu thuẫn mới, những điều này đều cần những người như bọn họ đi giải quyết và dàn xếp. Từ Quang Nhiên vẻ mặt rất xấu hổ, có một số việc y không thể nắm được, Cung Kỳ Vĩ thì rất thản nhiên, y còn nghiêm túc ghi nhớ mỗi một vấn đề mà các dân công đề xuất, chuyện hôm nay khiến y phát hiện, y từ lúc tiếp nhận công trình cảng nước sâu tới nay. Tinh lực chủ yếu đều đặt ở trên công trình, đối với phương diện dân công hơi lơ là, về sau cần phải coi trọng hơn. Văn Quốc Quyền không hề bởi vì những vấn đề mà dân công phản ánh mà giận lây sang đám lãnh đạo Nam Tích, buổi trưa ăn cơm xong, khi rời khỏi cảng nước sâu, Văn Quốc Quyền nói, buổi trưa hôm nay, những gì mà công nhân nói chắc mọi người đều nghe thấy rồi, vấn đề mà bọn họ phản ánh không chỉ tồn tại ở Nam Tích,
mà là hiện tượng tồn tại phổ biến trong xã hội hiện tại của chúng ta, tôi nghĩ tất cả cán bộ chúng ta đều phải coi đây là lời cảnh cáo, về sau phải chú ý tới tình trạng sinh sống của dân công nhiều hơn. Bọn họ là bộ phận tổ thành quan trọng của quốc gia, cũng là người xây dựng chăm chỉ nhất của nước Cộng hòa, cố gắng cải thiện điều kiện sinh sống của bọn họ, chỉ có để bọn họ sống có tôn nghiêm hơn thì bọn họ mới có động lực sáng tạo giá trị xã hội lớn hơn. Đưa đám lãnh đạo văn quốc quyền tới nhà khách thị chính phủ, thần kinh đang căng thẳng của Từ Quang Nhiên mới thả lỏng ra một chút, y thở phào một hơi, thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt, nhưng đầu y lại đầy mồ hôi, lấy khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán. Y và thị trưởng Hạ Bá Đạt thương lượng một chút, quyết định lập tức mở một cuộc họp hội ý. Tham gia hội nghị không chỉ có thường ủy thành phố Nam Tích, mấy phó thị trưởng cũng được phép dự thính. Từ Quang Nhiên ngồi ở trong phòng họp, sắc mặt rất không tốt, y nói khẽ tôi đã sớm nhấn mạnh rồi, các ngành phải tăng mạnh quản lý, công tác phân quản của ai xảy ra vấn đề, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của người đó. Khi nói những lời này, ánh mắt của y liếc Cung Kỳ Vĩ một cái, thật ra Từ Quang Nhiên trong lòng hiểu rất rõ. Chuyện hôm nay cũng không thể trách Cung Kỳ Vĩ, vấn đề mà Văn Quốc Quyền phát hiện thật ra đã tồn tại từ lâu rồi, chỉ có thể nói là Cung Kỳ Vĩ xúi quẩy, khi y phụ trách cảng nước sâu, Phó Thủ tướng Văn lại tới đây thị sát. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên nói, tôi thấy hiện tại không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, Thủ tướng Văn hôm nay chỉ ra khuyết điểm của chúng ta, mục đích của ông ta cũng không phải là muốn truy cứu trách nhiệm, mà là hy vọng chúng ta có thể mau chóng sửa khuyết điểm. Thị trưởng Hạ Bá Đạt nói, Bí thư Lý nói không sai, phát hiện vấn đề kịp thời không phải là chuyện xấu, mục đích của chúng ta cũng không phải là truy cứu trách nhiệm, mục đích cuối cùng của chúng ta là muốn phát hiện ra những chỗ thiếu sót của bản thân, và sửa chữa những chỗ thiếu sót này, chỉ có như vậy thì sự nghiệp cải cách của chúng ta mới có thể thủy chung phát triển như nhất. Từ Quang Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, bình thường không thấy Hạ Bá Đạt nói nhiều như vậy, hôm nay y chẳng những nói rất nhiều, hơn nữa còn dám lên tiếng chống đối mình. Chẳng lẽ là vì duyên cớ của Phó Thủ tướng Văn? Từ Quang Nhiên hơi suy nghĩ một chút, chắc là không có liên quan gì lớn đâu, theo như y biết, Hạ Bá Đạt và Văn Quốc Quyền cũng không có liên quan gì. Từ Quang Nhiên nói với Cung Kỳ Vĩ, đồng chí Kỳ Vĩ, hôm nay trong quá trình khảo sát cảng nước sâu xảy ra nhiều vấn đề như vậy, là lãnh đạo được phân quản hạng mục này, anh có suy nghĩ gì? Cung Kỳ Vĩ nói, chuyện xảy ra hôm nay chứng minh, trong công tác của tôi còn có rất nhiều thiếu sót. Về sau tôi sẽ nghiêm túc sửa chữa tất cả, tuyệt không cô phụ sự kỳ vọng và tín nhiệm của lãnh đạo đối với tôi. Y chỉ nói câu rồi này lại bắt đầu bảo trì trầm mặc. Từ Quang Nhiên cảm thấy rất khó chịu, Cung Kỳ Vĩ này chắc có một chút thật lòng nhận khuyết điểm gì cả, có điều Từ Quang Nhiên cũng hiểu, Phó Thủ tướng Văn còn chưa đi, hiện tại quả thực không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Nếu hôm nay vội vã trừng phạt, tiếp theo Văn Quốc Quyền lại phát hiện ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Ở vào những lúc như thế này, y nên biểu hiện ra khoan dung nhiều hơn, bằng không bên trong ban lãnh đạo sẽ có cái nhìn không hay về y. Từ Quang Nhiên nghĩ đến đây, quyết định không tiếp tục bám lấy vấn đề này nữa. Y nói khẽ Thủ tướng Văn buổi sáng ngày mai mới tới Lam Sơn, cho nên mỗi người chúng ta đều phải hành động, cố gắng trình hiện một mặt tốt nhất của Nam Tích chúng ta cho các lãnh đạo thấy, trăm ngàn lần đừng để xảy ra vấn đề gì nữa. Khi tan họp thị trưởng Hạ Bá Đạt cố ý đi cùng với Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên cảm thán nói. Mỗi lần lãnh đạo đến tựa như trải qua kỳ thi cuối năm vậy, thật sự là rất khẩn trương. Hạ Bá Đạt cười một tiếng, nói khẽ, lãnh đạo tới là chuyện tốt, bọn họ đứng cao hơn chúng ta, nhìn cũng xa hơn chúng ta, có thể chỉ cho chúng ta phương hướng phát triển về sau. Lý Bồi Nguyên cười nói, may mà Nam Tích chúng ta vừa mới chỉnh đốn bộ mặt thành phố, hiện tại diện mạo của thành phố rất tốt. Trên mặt Hạ Bá Đạt lộ ra ý cười. Lúc trước chỉnh đốn bộ mặt thành phố cũng không phải là vì nghênh đón Văn Quốc Quyền, lúc trước trong những thành thị mà Văn Quốc Quyền định tới thị sát cũng không có Nam Tích, trên điểm này, y chỉ là ăn may, không phải là dự kiến trước được. Hạ Bá Đạt nói, tôi luôn cảm thấy không nên vì nghênh đón lãnh đạo mà cố ý làm một số thay đổi, chúng ta chỉnh đốn bộ mặt thành phố, sửa trị những hành động trái quy định, đây đều là vì cải thiện điều kiện cuộc sống của người dân thành phố Nam Tích trên căn bản. Phải tiếp tục kiên trì chứ không phải là cố làm dáng cho lãnh đạo xem, lãnh đạo đi rồi thì lại đâu vào đấy. Lý Bồi Nguyên nói, lời của thị trưởng Hạ tôi rất đồng ý. Hạ Bá Đạt sau khi nói vài ba câu bâng quơ, bắt đầu đi vào chính đề, y nói khẽ tôi nghe nói tiền chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Huệ Kính Dân bị song quy, y đã khai ra không ít người, Nam Tích chúng ta cũng có cán bộ liên đới. Lý Bồi Nguyên nhìn Hạ Bá Đạt một cái, không ngờ tin tức của vị thị trưởng này linh thông như vậy. Y cũng vừa mới nhận được thông chi của Ủy ban Kỷ luật tỉnh,
Lý Bồi Nguyên nói, quả thực có một số cán bộ nam thích có liên quan, tôi đã bắt đầu điều tra rồi, trước mắt vẫn chưa có kết quả. Lý Bồi Nguyên không muốn để lộ nhiều nội tình cho Hạ Bá Đạt, nhưng nhìn biểu hiện hôm nay của Hạ Bá Đạt, y hẳn là nghe nói không ít tin tức rồi. Hạ Bá Đạt nói, tôi căm hận nhất chính là đám tham ô hủ bại này, thân là cán bộ vì quốc gia, cô phụ sự tín nhiệm và sự phó thác của người dân, lãng phí tài sản quốc gia, tham ô tiền mồ hôi nước mắt của người dân, người như thế cực kỳ đáng căm giận. Lý Bồi Nguyên cười nói, thị trường Hạ ghét ác như thù, nếu mỗi một quan viên đều nghĩ được như anh, quốc gia chúng ta so với hiện tại sẽ càng thêm lớn mạnh. Hạ Bá Đạt vốn định từ trong miệng Lý Bồi Nguyên moi lấy một số tin tức, nhưng Lý Bồi Nguyên làm việc có nguyên tắc của mình, trước khi chuyện chưa được chứng thực, y sẽ không để lộ tin tức cho Hạ Bá Đạt. Lý Bồi Nguyên nhớ tới vừa rồi trên hội nghị Hạ Bá Đạt lên tiếng đốt lại Từ Quang Nhiên, xem ra Hạ Bá Đạt chắc biết chuyện em trai Từ Quang Lợi của bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên bị hiềm nghi đút lót rồi. Lý Bồi Nguyên là một chính khách thâm niêm, đối với thay đổi phong vân trên chính trị có khứu giác nhạy vô cùng. Y ý thức được, có lẽ chuyện lần này sẽ trở thành căn nguyên khiến chính đàn Nam Tích lay động. Văn Quốc Quyền trở về nhà khách nghỉ ngơi mấy tiếng, buổi chiều y còn muốn tới tham quan cẩm loan của Nam Tích, vốn định gọi La Tuệ Ninh cùng đi, nhưng La Tuệ Ninh nói hơi mệt, muốn ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Văn Quốc Quyền đi không bao lâu thì bí thư thị ủy Đông Giang Lương Thiên Chính tới, y là đặc biệt tới thăm Văn Quốc Quyền. Sáng sớm hôm nay y mới từ Australia về nước, nghe nói Văn Quốc Quyền đã rời khỏi Đông Giang, bất chấp mệt nhọc lập tức lại ngồi xe tới Nam Tích, không ngờ y vẫn không kịp gặp Văn Quốc Quyền. Có điều cũng may La Tuệ Ninh không đi. Quan hệ của Lương Thiên Chính với vợ chồng Văn Quốc Quyền không tồi, La Tuệ Ninh nghe nói y tới, vui vẻ gặp y. Lương Thiên Chính nói ra chuyện mình vừa mới xuống máy bay. La Tuệ Ninh không khỏi cười nói, anh đó. Nếu mới từ Australia về thì sao không về nhà nghỉ ngơi, gấp gáp chạy tới đây như vậy làm gì? Lương Thiên Chính cười nói, chị à, anh chỉ tới Bình Hải, tôi ít nhiều gì cũng là địa chủ, nếu không lộ mặt thì chẳng phải là rất khó ăn khó nói ư. Xưng hô với La Tuệ Ninh là chị đã kéo gần quan hệ giữa y và La Tuệ Ninh. La Tuệ Ninh nói, anh tới chậm một bước rồi, nhà tôi vừa tới Cẩm Loan, tối nay chắc là ở Cẩm Loan ăn cơm tối rồi mới về. Nếu anh có việc gấp thì tới Cẩm Loan tìm ông ấy đi. Lương Thiên Chính cười nói, không vội, Thủ tướng Văn tới đây là vì công tác, tôi đến gặp anh chị là tính chất cá nhân, tình bạn cũng phải nhường đường cho công tác. La Tuệ Ninh cười nói, Thiên Chính à, anh càng ngày nói càng hay đó, làm bí thư thị ủy Đông Giang nhiều năm như vậy cũng không phải là vô ích. Lương Thiên Chính nói, chị lần này có ấn tượng gì với Bình Hải? La Tuệ Ninh nói, không có thay đổi gì cả. Câu này khiến Lương Thiên Chính có chút xấu hổ, có chút không tiện nói gì tiếp. La Tuệ Ninh cười nói, anh đừng hỏi tôi lần này tới là để chiếu cố Lão Văn, anh không phải không biết tính tình của ông ấy, cứ công tác là như không cần mạng vậy. Ngay cả nghỉ ngơi cũng quên, tôi trước giờ không can thiệp vào công việc của ông ấy, nhiệm vụ của tôi chính là nhắc nhở ông ấy lúc nào nên nghỉ ngơi, lúc nào nên công tác, những chuyện khác, tôi không bao giờ hỏi tới. Lương Thiên Chính cười nói, đúng là nên có người nhắc nhở Thủ tướng Văn, sức khỏe là vốn của cách mạng, có sức khỏe tốt thì mới có thể phục vụ dân được tốt hơn. La Tuệ Ninh nói, Thiên Chính à, anh năm nay bao nhiêu rồi? Lương Thiên Chính nói, 52, sắp về hưu rồi. La Tuệ Ninh bật cười, câu nói sau của Lương Thiên Chính rõ ràng là ám chỉ gì đó, bà ta biết vị trí hiện tại của Lương Thiên Chính ở Bình Hải rất khó xử, tuy đã là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng bên trên lại có Tống Hoài Minh. Triệu Quý Đình, so với y còn trẻ tuổi hơn, Kiều Trấn Lương trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không rời khỏi Bình Hải, cho dù rời khỏi Bình Hải cũng không tới lượt Lương Thiên Chính, chỉ thêm một năm nữa, bí thư thị ủy Lương Thiên Chính cũng hết nhiệm kỳ rồi, muốn được liên nhiệm, cũng có nghĩa là ở Đông Giang làm cho tới khi về hưu. Ở tuổi của y, có thể đột phá một bước lên trên là cực kỳ quan trọng. Trước đây khi còn ở Kinh Thành, Lương Thiên Chính mỗi dịp lễ Tết đều đến nhà họ thăm hỏi, y trên quan hệ cao tầng cũng chỉ có Văn Quốc Quyền. Có thể được đề thăng hay không cũng chỉ hy vọng toàn bộ vào Văn Quốc Quyền. Chuyện chính trị La Tuệ Ninh không muốn nhiều lời, bà ta nói khẽ, về hưu cũng được mà, tôi thật sự là không thể hiểu nổi đám quan viên các anh, cái mà các anh không muốn nhất là về hưu, ngoài miệng thì nói là cống hiến chút sức còn lại, cho đến khi trong xương cốt không còn chút nhiệt lượng nào thì mới cam tâm, nhưng thật sự tới lúc đó các anh ngẫm lại cuộc đời của mình, trừ làm quan rồi thì chưa từng làm được chuyện gì khác. Lương Thiên Chính bật cười, đành chịu thôi, đã lựa chọn con đường này thì vẫn phải đi tiếp, hiện tại quốc gia đang ở trong giai đoạn cải cách mở cửa, phát triển cao tốc, chúng tôi vẫn cứ phải làm,
nếu hiện tại muốn hưởng phúc, chẳng phải là cô phụ sự bồi dưỡng bao năm của đảng và quốc gia ư? La Tuệ Ninh nói, những lời này anh nói với Lão Văn Ý, ông ấy thích nghe những lời này nhất đó. Bà ta uyển chuyển biểu lộ rằng mình không thích nói những chuyện này. Lương Thiên Chính đương nhiên hiểu ý của La Tuệ Ninh, y mỉm cười nói lảng sang chuyện khác, chị sao không tới Cẩm Loan, phong cảnh nơi đó đẹp lắm. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, tôi mệt, có tuổi rồi, tinh lực không bằng được thanh niên, ở lại đây nghỉ ngơi thôi. Lương Thiên Chính nói vài câu với bà ta rồi đứng dậy cáo từ, y không thể ở đây chờ mãi được, khi đi khỏi, nhìn thấy Trương Dương lái một chiếc xe BMW đỗ ở trong sân, Lương Thiên Chính nhận ra chiếc xe BMW đó là của cháu y, Lương Thành Long. Trương Dương nhìn thấy Lương Thiên Chính, cười ha ha đi tới, bí thư Lương, ngài cũng tới đây à? Lương Thiên Chính cười nói, vừa tới, không ngờ Thủ tướng Văn đã đi Cẩm Loan rồi. Trương Dương cầm cái chìa khóa trong tay lắc lắc về phía Lương Thiên Chính, nói tôi lái xe của Thành Long tới, lát nữa dẫn mẹ nuôi đi ăn cơm. Lương Thiên Chính cười cười dặn dò Trương Dương, nhất định phải chú ý an toàn nhé. Trương Dương nói, yên tâm đi, chị An Nam Tích rất tốt. Lương Thiên Chính nói, còn nói là rất tốt nữa à, lần trước dọa cho Tiểu Âu sợ chết khiếp, bị bệnh cả nửa tháng mới đi làm đó. Trương Dương biết y là nói tới sự kiện khủng bố lần trước ở Tĩnh Hải, nhắc tới chuyện đó cũng quả thật là hung hiểm vô cùng, cháu gái Lương Hiểu Âu của Lương Thiên Chính là phó chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang, vừa hay phải trải qua sự kiện đó. Trương Dương nói, Lương Hiểu Âu có khỏe không? Lương Thiên Chính nói, hiện tại thì khỏe rồi, còn muốn nói cảm ơn cậu nữa. Trương Dương nói, đều là người một nhà mà, khách khí làm gì? Dõi mắt nhìn chiếc xe hồng kỳ của Lương Thiên Chính rời đi, Trương Dương lúc này mới đi đón La Tuệ Ninh. Vấn đề NN toàn cũng không cần Trương Dương quan tâm, Lý Vĩ một tấc cũng không rời hộ vệ bên cạnh La Tuệ Ninh. Trương Dương dẫn La Tuệ Ninh tới phố Thư Vân Nam Tích, trước đây La Tuệ Ninh đã từng tới nơi này, bánh gạch cua của Long Hưng Ký khiến bà ta tớ bây giờ vẫn nhớ mãi chưa quên, Trương Dương và Lý Vĩ cùng cô ta tới Long Hưng Ký. La Tuệ Ninh không thích loại sinh hoạt ngàn sao quanh trăng này, bà ta thích được bình đạm, không có ai chú ý, tự do tự tại hưởng thụ thời gian nhàn hạ thuộc về mình. Trang trí của Long Hưng Chí so với khi bà ta tới lần trước thì hào hoa hơn nhiều, có điều hương vị của bánh gánh cua vẫn không thay đổi. Buổi trưa La Tuệ Ninh chưa ăn cơm, khẩu vị buổi tối không tồi, ăn hai lồng bánh bao, một bát côn thuần. Lý Vĩ tuy rằng ngồi ở bên cạnh, nhưng vẻ mặt nghiêm túc trước sau như một, chú ý động tĩnh xung quanh. Trương Dương không khỏi cười nói, Lý Vĩ, anh có thể đừng có nghiêm cái mặt ra vậy không, cứ như sợ người khác không biết anh là vệ sĩ vậy. Lý Vĩ nói, tôi có chức trách của tôi. La Tuệ Ninh cười nói, Lý Vĩ, tạm thời vứt bỏ chức trách của cậu đi, một phụ nữ như tôi có gì mà phải bảo vệ, đây là Trung Quốc, không có phần tử nguy hiểm đâu, tôi chỉ muốn đi dạo phố, tùy tiện ăn chút đồ ăn thôi. Thả lỏng đi, cậu nghiêm túc như vậy, tôi cũng cảm thấy không tự nhiên. Lý Vĩ nói, phu nhân, bà nếu cảm thấy không tự nhiên thì tôi đi sang bên cạnh ăn. La Tuệ Ninh trừng mắt lườm hắn, tôi không phải có ý này, được rồi, cậu đúng là một cái cọc gỗ, không thể nào thay đổi được. Bà ta ăn nốt cái bánh gạch cua cuối cùng, cười nói, ăn no rồi, ra ngoài đi dạo thôi. Trương Dương đi thanh toán, mẹ nuôi đến Nam Tích, con nuôi bao ăn bao uống là điều nên làm. Buổi tối phố Thư Vân vô cùng náo nhiệt, hai bên đường cửa hàng mọc san sát. Tiếng hàng rong vang lên không ngớt, La Tuệ Ninh nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cảm thấy vô cùng thân thiết, đại bộ phận thời gian bà ta sống ở Kinh Thành, không phải cùng đi với trượng phu tiến hành hoạt động chính vụ thì cũng phải chiếu cố con gái, rất ít có cơ hội hưởng thụ thời gian nhàn hạ như vậy. Cô ta dừng lại trước một cửa hàng thêu, chọn một bức tranh thêu con mèo, La Tuệ Ninh hỏi, bao nhiêu tiền? Tiểu nha đầu bán hàng rong tóc nhuộm vàng nói, 200. Trương Dương biết rõ giá cả thị trường ở đây. Biết những người bán hàng rong này chuyên môn nói thách, lừa tiền du khách từ ngoài tới, hắn mặc cả, 20. Tiểu nha đầu đó còn chưa nói gì thì một nam tử trung niên cao to đứng ở bên cạnh nói, mày cho tiền ăn xin à? 20 ư, đừng có mơ, y trợn trừng mắt lên, bộ dạng rất hung thần ác sát. Trương Dương lười chẳng buồn chấp nhặt với đám tiểu thương này, cầm lấy tranh thêu trong tay La Tuệ Ninh ném lại cho y, tất cả đều là từ thị trường bán xì tơ lụa Nam Kiều, anh định lừa ai hả? Giá nhập vào của anh chưa đến 10 đồng đúng không? Nam tử trung niên nghe thấy Trương Dương rành nghề như vậy, biết nhầm người, đành cười bồi nói, tôi nói này người anh em, anh gây thêm loạn cho tôi à, anh đi mua cho khác đi, đừng làm ảnh hưởng tới sinh ý của tôi. La Tuệ Ninh nhíu mày,
hiện tại người làm ăn thật sự là càng ngày càng quá đáng, bà ta đang chuẩn bị đi thì người trung niên đó hét lên, tôi nói này, các người sao lại làm bẩn tranh của tôi? Trương Dương thật sự nổi giận rồi, mình còn không tìm hắn gây phiền phức mà hắn lại dám tự tìm tới mình. La Tuệ Ninh lắc đầu nói, đừng để ý đến hắn. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, mẹ yên tâm đi, con không rảnh đi không chấp nhặt với đám tiểu nhân này đâu. Người trung niên đó nhìn thấy ba người tiếp tục đi, căn bản không thèm để ý tới hắn, không ngờ lại đuổi theo, tôi nói này anh bạn, anh không thể nào làm bẩn đồ của người khác mà bỏ đi được. Trương Dương đang chuẩn bị phát tác thì ở bên cạnh có ba người xông ra, một người trong đó giơ tay lên tát cho người trung niên đó một cái, đánh cho trung niên đó mắt nổ đom đóm, mà khi nhìn thấy người đánh y, vẻ giận dữ trên mặt lập tức biến mất, tuét miệng cười nói, anh Thạch, sao anh lại? Thì ra người lao tới bênh vực kẻ yếu chính là Thạch Thắng Lợi, Thạch Thắng Lợi vừa hay tối nay uống rượu ở Thư Vân, gã và hai người bạn đã uống đến mặt đỏ tai hồng, cả người nồng nặc mũi rượu. Có điều gã có uống nhiều hơn nữa thì cũng nhận ra Trương Dương, nhìn thấy có người không ngờ lại dám gây chuyện với Trương Dương, liền chạy tới xuất lực. Thạch Thắng Lợi ở khu Thiên Hối có danh tiếng, phàm là những kẻ lăn lộn trên xã hội đều biết tên gã. Phố Thư Vân thuộc khu Thiên Hối, Thạch Thắng Lợi có thể nói ăn khắp con phố này, rất ít có người dám không nể mặt gã. Thạch Thắng Lợi chỉ vào tên bán hàng rong trung niên đó, mắng, mày mù à, đây là chủ nhiệm Trương của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta. Mày không ngờ lại dám ép anh ấy mua hàng. Có phải không muốn làm nữa hay không? Tên bán hàng rong đó sợ tới mức liên tục giải thích, quỷ sợ ác nhân, những người bán hàng rong này bình thường đều là bắt nạt kẻ yếu, thật sự gặp nhân vật lợi hại thì năng lực giả vờ đáng thương còn giỏi hơn bất kỳ ai. Thạch Thắng Lợi túm tai y kéo đến trước mặt Trương Dương, mẹ nó, mau xin lỗi chủ nhiệm Trương cho tao. Trương Dương thật sự là dở khóc dở cười, Thạch Thắng Lợi làm như vậy. Biến mình thành lão đại xã hội đen mất rồi, bình thường thì không sao, nhưng hiện tại bên cạnh còn có La Tuệ Ninh, để bà ta nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ sao? Trương Dương phất tay, nói thôi, về sau phải kinh doanh thành thật đó. Tiểu nha đầu tóc vàng đó, sợ hãi, có điều cô ta cũng rất thông minh, vội vàng cầm bức tranh thêu đó đi tới bên cạnh La Tuệ Ninh, cô à, chúng cháu sai rồi, bức tranh thêu này chúng cháu tặng cô. La Tuệ Ninh không khỏi trách cứ lườm Trương Dương một cái, xem con kìa, khiến cho cô bé này sợ mất rồi. Trương Dương nghĩ thầm đây cũng không phải là con cố ý, thằng cháu Thạch Thắng Lợi này sao lại trùng hợp ở phố Thư Vân này vậy? Thạch Thắng Lợi không biết thân phận của La Tuệ Ninh, có điều gã biết phải tôn kính người đi cùng Trương Dương, cúi đầu chào La Tuệ Ninh, nói, chào gì, cháu là Thạch Thắng Lợi của Ủy ban Thể dục Thể thao, là bộ hạ của chủ nhiệm Trương. Trương đại quan nhân bất lực, hay quá rồi. Mày cũng không nhìn lại cái hình tượng của mày đi à, đây chẳng phải là bôi nhọ hình tượng Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tao sao? La Tuệ Ninh nhìn thấy bộ dạng đơ đơ của Thạch Thắng Lợi thì cũng không biết nói gì, chỉ mỉm cười bảo, tiểu Thạch à, đừng uống nhiều như vậy, còn trẻ thì phải chú ý tới sức khỏe. Thạch Thắng Lợi gật đầu, biết rồi à. La Tuệ Ninh định trả lại bức tranh thêu thì Thạch Thắng Lợi nói, không cần đâu, để cháu trả họ tiền. La Tuệ Ninh nhìn thấy người xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều. Không muốn tiếp tục ở đây nữa, liền cầm bức tranh thêu đó tiếp tục đi về phía trước. Trương Dương theo sát La Tuệ Ninh, nói Thạch Thắng Lợi là con trai của khu trưởng khu Thiên Hối, thằng ôn này bình thường không làm ăn gì cả, cả ngày đi gây chuyện, cho nên con bảo gã tới Ủy ban Thể dục Thể thao làm việc, tạm thời để gã phụ trách công tác trị an hiện trường của công trường trung tâm thể dục mới, cho gã một hư chức trưởng ban bảo vệ, cái này gọi là nhân tận khí tài. La Tuệ Ninh không khỏi bật cười. Bà ta cảm thán nói, con khác hẳn Hạo Nam, con với loại người nào cũng quan hệ được, Hạo Nam thì cao ngạo hơn một chút, bạn bè cũng không nhiều bằng con, có thể cũng chính bởi vì nguyên này đã tạo thành tính cách hướng nội của nó. Trương Dương nói, con và Hạo Nam xuất thân khác nhau, cho nên phương thức đối nhân xử thế của bọn con cũng khác nhau, như con đây cũng không phải tốt, nhiều bạn thì lại nhiều chuyện. La Tuệ Ninh nói, không biết vì sao, hai đứa con trai này của mẹ tính cách đều không giống mẹ. Trương Dương không nói gì, biết La Tuệ Ninh mỗi khi nhắc tới gia đình, tâm tình sẽ luôn chịu một số ảnh hưởng, tối nay dẫn bà ta ra ngoài, khó lắm mới khiến tâm tình của bà ta được thoải mái một chút. Trương Dương không muốn bà ta lại nghĩ tới những chuyện phiền lòng này, nhưng đề tài một khi đã gợi lên, vốn không dễ dàng như vậy quên đi như vậy. La Tuệ Ninh nói, sắp năm mới rồi, Hạo Nam lại phải tới Tân Cương, Tết âm lịch không biết có được về không. Trương Dương nói, kệ anh ta có về hay không. Con năm nay nhất định sẽ tới kinh thành chúc Tết mẹ, có điều phải đợi sau tháng 3. La Tuệ Ninh cười nói, được,
chỉ cần con đến là mẹ vui rồi. Đúng rồi, con hay là gọi điện thoại cho cả Yên Nhiên, xem có thể rủ nó cùng đến không. Trương Dương nói, con chắc là Tết cô ấy không về đâu. La Tuệ Ninh nói, con chưa gọi làm sao biết được nó có về hay không. Trương Dương, con cũng lớn rồi, Yên Nhiên tốt như vậy, con nếu bỏ lỡ thì thật sự rất đáng tiếc, nghe lời mẹ đi, chủ động gọi điện thoại cho nó, con gái thích nghe nịnh, chỉ cần con nịnh cho nó vui vẻ, những điều không vui trước đây sẽ tan thành mây khói. Trương Đại Quan Nhân am hiểu nhất chính là nịnh con gái, có điều vấn đề của Sở Yên Nhiên không phải là nịnh, mà là làm thế nào cởi bỏ khúc mắc trong lòng cô ta. Cho tới bây giờ, Trương Dương vẫn chưa có biện pháp gì hay. La Tuệ Ninh nói, như vậy đi, mẹ gọi điện thoại cho nó, mẹ giúp hai đứa hàn gắn lại. Trương Dương vội vàng lắc đầu nói, không cần đâu, thật sự không cần mà. La Tuệ Ninh nói, một chiếc chìa khóa chỉ có thể mở được một ổ khóa, tình cảm là phải lựa chọn, không thể nhìn thấy một người là yêu một người, như vậy con sẽ hại mình và cũng cả người khác. Trương Dương nói, mẹ nuôi, chúng ta có thể không nói về việc này nữa không? Mẹ nói nữa là con chỉ muốn xuất gia làm hòa thượng thôi. La Tuệ Ninh không nhịn được liền cười nói, mẹ tin con mới là đó, người trong thiên hạ để có thể chạy đi làm hòa thượng, nhưng con thì không, may mà con không ở thời cổ đại, nếu không thì có đến 3-4 người vợ mất. Trương Dương nói, mẹ nuôi, hay là mẹ đề xuất với cha nuôi đi, lần sau sửa đổi hiến pháp, phê trừ thể chế một vợ một chồng, đề án viết như thế này này, vì để phát huy mạnh truyền thống Trung Hoa của chúng ta, kế thừa di sản, phong tục quý báu của lịch sử, đặc biệt sửa luật hôn nhân, từ giờ hủy bỏ chế độ một vợ một chồng, chỉ cần các bên tự nguyện, có thể trở thành vợ chồng hợp pháp. La Tuệ Ninh cười mắng, con tự đi mà nói, xem ông ấy có xé rách miệng con ra không. Nói xong bà ta cười phá lên. Ngay cả Lý Vĩ không hay nói cười cũng mỉm cười theo. Trương Đại Quan Nhân nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hiếm có của Lý Vĩ, không khỏi thở dài nói, tôi nói này Lý Vĩ, anh hay là đừng cười nữa, anh cười so với khóc còn khó coi hơn. Người sống trên đời không thể không có phiền não được, là Tuệ Ninh cũng, con người khi còn sống không thể hoàn mỹ, không có khuyết điểm sẽ mất đi hy vọng đối với sự tốt đẹp, cuộc sống quá hoàn mỹ cũng sẽ khiến cho người ta đần độn vô vị, hỉ nộ ái ố đan vào cùng một chỗ mới có thể xây dựng ra một nhân sinh hoàn chỉnh. Nhân sinh lần thứ hai của Trương Đại Quan Nhân cho tới bây giờ coi như không tồi, tuổi còn trẻ mà đã lên tới độ cao mà rất nhiều người cố gắng cả đời cũng không thể với tới. Sĩ đồ của hắn đã khiến vô số người cảm thán. Thịnh Kim Đường chính là một trong số đó, y cực khổ làm việc hơn 30 năm trời, đến bây giờ vẫn chỉ là một phó chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao, so với Trương Dương hắn thực sự là chỉ muốn tự sát cho xong. Nhưng theo thời gian công tác của Trương Dương ở Ủy ban Thể dục Thể thao càng lúc càng dài, Thịnh Kim Đường từ mâu thuẫn lúc ban đầu, về sau thành ngạc nhiên và đến bây giờ thì phục rồi, tâm lý của y trải qua quá trình biến hóa liên tiếp. Ngay khi Thịnh Kim Đường bắt đầu tâm phục khẩu phục Trương Dương, chuẩn bị thật thà làm việc dưới sự lãnh đạo của Trương Dương thì y lại gặp phiền toái. Ngày Văn Quốc Quyền rời khỏi Nam Tích, Thịnh Kim Đường đã bị Ủy ban Kỷ luật thành phố Nam Tích gọi đến, thật ra tình huống đã nói rõ, trước khi Ủy ban Kỷ luật tìm Thịnh Kim Đường cũng đã nắm giữ chứng cứ đầy đủ, những chứng cứ này đều là Ủy ban Kỷ luật tỉnh cung cấp cho bọn họ, khi nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật nói ra chuyện đút lót của Thịnh Kim Đường, sắc mặt của Thịnh Kim Đường lập tức thay đổi. Thật ra từ sau khi nghe nói Huệ Kính Dân bị song quy, Thịnh Kim Đường cả ngày sống trong thấp thỏm lo âu, y trước đây vì muốn thăng cấp, đã tặng lễ cho chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Huệ Kính Dân, mức tiền cũng không lớn, y biếu 1 vạn đồng cho Huệ Kính Dân, nhưng 1 vạn này vừa hay đúng tiêu chuẩn để lập án. Huệ Kính Dân sau khi phòng tuyến tâm lý bị công phá, những chuyện có thể nhớ tới trên cơ bản đều nói ra hết, Thịnh Kim Đường là một trong số nhóm người bị khai ra đầu tiên, điều này cũng rất bình thường. Nếu đã khai thì trước tiên phải nói những điều không quan trọng, còn con số lớn hơn, tính chất nghiêm trọng hơn thì để sau. Bí thư Ủy ban Kỷ luật Lý Bồi Nguyên tự mình phụ trách tra hỏi, vẻ mặt của y rất ác liệt, đồng chí Thịnh Kim Đường, anh là một lão đồng chí, tôi hy vọng anh có thể ý thức được sai lầm mà mình đã mắc phải, tích cực phối hợp công tác với chúng tôi, khai ra toàn bộ vấn đề của anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 595.